từ nhớ nhá. Một cái nữa đó là ở cái mặt bằng mái đó thì cái sàn cái dầm mà để chia nhỏ cái ô bảng ra để giảm chiều dày cho bảng ấy, có nhất thiết là phải lệch như thế không hay là đúng giữa cũng được? Thì trong đó các em nhớ xem lại cho cô cái mặt bằng kết cấu đó để chúng ta nói kỹ hơn trên mặt bằng kết cấu của mái, thấy chưa? Tại vì chúng ta đều phải làm mặt bằng kết cấu của tất cả các tầng. Sau đó thì bạn nào làm mái thì phải tính thép, còn nếu mà không làm mái thì phải đi tính các cái cấu kiện khác hoặc là thang hoặc là một tầng trung gian. Thì đấy là của nhóm 34 nhé. Một cái nữa đó là tất cả các bạn chứ không riêng gì nhóm 34 là chúng ta hiểu sai vấn đề ở chỗ. Đó là các em cứ đi tính sơ bộ kích thước tiết diện rồi sau đó mới đưa ra cái mặt bằng kết cấu. Cái đấy là sai nhá. Các em phải có mặt bằng kết cấu trước. Từ mặt bằng kết cấu đó thì mình mới đi chọn kích thước tiết diện, đúng không? Bởi vì em có mặt bằng kết cấu em mới biết là cái dầm nó nằm ở đâu, ô sàn mình chia như thế nào, thì sàn nó dày hay nó mỏng, đúng không nào? Có mặt bằng kết cấu thì biết dầm nằm ở đâu, chọn tiết diện của dầm như thế nào, rồi cột diện chịu tải của cột như thế nào. Có nghĩa là em phải lập mặt bằng kết cấu trước, sau nhìn trên mặt bằng kết cấu rồi mình mới đi làm cái bước là tính sơ bộ kích thước tiết diện, nhớ chưa? Vì vậy đề nghị tất cả các em là chèn mặt bằng kết cấu lên trước cái phần chọn kích thước tiết diện nhá. Tất cả các bạn, cả 9 bạn chứ không riêng gì cái nhóm 34 nhá. Bạn anh Tài thì cái phần 1 chưa có, phần 1 tức là cái phần có thể em để đâu đó nha, em chưa nộp lên cho cô. Đó là em thấy là trong cái tầng 9 nó không nói phần 1, em tưởng là chỉ nộp mỗi cái phần đấy thì các bạn giống nhau, các bạn giống nhau đúng không? Em đấy, tưởng là trong 19 thì nó không ghi thế, thì tuần 3 sẽ nộp tiếp gọi lại. Sao em? Em thấy trong tầng 9 nó không ghi là phần 1, không ghi là nộp phần 1, em chỉ nộp mà bằng kiến trúc bằng kết cấu đúng không? À, tại vì phần 8 là mình tuần 8 mình không nộp mà. Thế thì để tuần sau em sẽ nộp đầy đủ hết. Phần đấy thì không cần thiết nữa, em lần sau em cứ nộp bắt đầu khối lượng của tuần 10 đi. Chỉ biết như thế, tức là thiếu những cái phần như thế để em lock vào thuyết minh khi mà đóng thuyết minh để nộp. Nhớ chưa? Được. Tức là thuyết minh của mình gồm những phần gì thì hôm đầu tiên chúng ta nói với nhau rồi, phần 1 sẽ là viết về công ty và phần 2 sẽ là cái đề tài mà mình chọn ấy, cái công trình mà mình chọn, được chưa? Được. Phần 1 là em thiếu này. Cái phần 2 của em thì có bản vẽ kiến trúc nhưng chưa có thuyết minh viết cho cái phần kiến trúc đó. Mặt bằng kết cấu thì đã có ở từng điển hình, tầng mái cũng có và cũng sửa cái phần mái giống như cô vừa nói nhá. Rồi cái phần mặt bằng kết cấu cũng đưa lên giống như là đưa lên trên giống như là cô vừa nói với cả nhóm luôn. Đấy, tức là của Tài ấy là chỉ đưa cho cô mấy cái bản vẽ thôi chứ chưa có một chút thuyết minh nào, kể cả cái phần chọn sơ bộ kích thước tiết diện cũng không có. Tài lưu ý nhá, để lúc đóng thuyết minh ta phải có đầy đủ các bản vẽ. Dạ vâng. Bạn anh Tài. Bây giờ đến bạn Xuân Tài. Bạn Xuân Tài này thì lỗi to lắm nha bạn Xuân Tài. Cô nghĩ rằng em nên đầu tư thời gian vào đồ án nhé bạn Xuân Tài nhá. Bởi vì này phần 1 thì tờ 1 là cái tờ hình như tờ bìa hay sao ấy, hay là cái tờ gì đấy, tờ 1 cái trang 1 của em nhá, chắc là bìa. Thì em còn ghi là nhóm của em là nhóm 33 trong khi em là nhóm 34 ấy chứ, có đúng không bạn Xuân Tài? Vâng. Nhóm 34 không? Nhầm rồi. Vậy thì riêng cái nhóm của mình mà em đã không để ý đấy thì không hiểu là các cái phần khác em như thế nào. Thế thì cụ thể là như thế này nhá. Hôm trước chúng ta phân tích kết cấu với nhau rồi là có thể có rất nhiều giải pháp kết cấu và giải pháp kết cấu khác nhau, có nghĩa là kích thước sơ bộ khác nhau, đúng không? Thế mà giải pháp kết cấu của em với cả của hai bạn kia nó tương tự như nhau. Em có nghĩ là nó tương tự không này, nó khác? Xuân Tài. Em cứ tính ra đấy thôi chứ xong em chọn theo cái khoảng mà em tính rồi. Nhưng mà mặt bằng kết cấu của em giống của hai bạn còn lại trong nhóm không? Em không biết về là em không hỏi bài các bạn về nhau à, độc lập à? Vâng, độc lập luôn. Thế thì bây giờ có một chuyện thế này, cô không bắt buộc là em phải giống các bạn nhá, em có thể làm khác các bạn, nhưng mà cái mặt bằng kết cấu của em hôm trước đã được cô xem chưa? Chưa ạ. Đây là em làm rồi em nộp luôn. Tức là hôm trước em chưa có mặt bằng kết cấu đấy và chưa được xem đúng không? Vâng. Nhưng mà cô thấy là nó cũng gần như là giống hai bạn kia. Đấy, và nếu như thế thì có một cái này này, em chọn cái chiều dày bản sàn của em ít là 160. Nhá, hấp sàn của em ít 160. Sau đó chọn đi nói về giải pháp kết cấu, đi nói về tiết diện vân vân. Rồi em toàn chọn tiết diện dầm là 220 x 700.
dầm dọc dầm ngang cũng đều 220 nhân 700. Nhưng ngay từ buổi trước chúng ta nói với nhau là chúng ta không chọn dầm 220, bởi vì rất nhiều thép trên dầm mà mình phải chọn lớn hơn là bằng 250 hoặc là 300 gì đó, cỡ như vậy mà, đúng không? Hôm trước cô đã nói chuyện này rồi đúng không? Nhưng rồi cô đọc một hồi nữa thì cô lại thấy rằng là ở cái trang 27 của em ý, thì có một cái bảng, sau khi tính nhá, thì ở trang 27 có một cái bảng có mấy dòng ấy, thì cái bảng đấy của em lại viết là em kể ra cái bảng xem, thống kê ra là dầm này em chọn tiết diện như thế này, dầm khác chọn tiết diện như thế khác, thì cuối cùng nó lại chả phải là con số nào phần trên của em cả. Tức là phần trên em tính đến mấy trang ấy, nó dài, sau đấy thì em tóm tắt lại cho cô bằng một cái bảng, và cái bảng đấy nó chả giống với số nào trên cả. Thì em xem lại cái phần đấy nhá, và tất cả những số liệu của em ý, từ đầu đến cuối em phải làm nào cho nó khớp nhau. Có thể là em chọn nó không hợp lý lắm, không sai nhưng mà không hợp lý, nhưng cô yêu cầu là từ đầu chọn như thế nào thì cuối nó cũng phải như thế, hiểu chưa? Chứ nếu như đọc cái này thì cô sẽ phê ngay một câu, nếu mà cô là người chấm của em thì cô sẽ phê ngay một câu là số liệu không đáng tin cậy, nhớ chưa nào? Em thấy rồi, để em sửa lại. Đấy, em có thể chọn chủ đề bảng là bằng con số khác các bạn khác, nó phụ thuộc vào cái mặt bằng kết cấu của em, và nó có thể hợp lý hoặc là chưa hợp lý lắm, không sai nhưng mà nó có thể hợp lý hoặc chưa hợp lý lắm, nhưng ban đầu như thế nào thì cuối nó phải ra như thế, chứ không thể mỗi nơi một số khác nhau được. Như vậy cái bài của em bị sai rất là nhiều số, nó không khớp nhau, thì em để ý cho cô phần đấy nhá. Việc số liệu thì em đã thể hiện trên bản vẽ rồi. Số liệu trên bản vẽ thì em lại quay trở lại giống như các bạn khác và giống như hôm trước cô đã xem, nhưng số liệu của khoảng 4-5 cái tờ em tính thì lại không giống nhá. Thì em cứ kiểm tra lại của em xem tất cả những phản hồi của cô có đúng không, bởi vì hôm nay số rồi. Thế còn rồi đấy là của nhóm 34. Hai nhóm còn lại là nhóm 46 và nhóm 33. Nhóm 46 trước nào. Các bạn làm giống nhau, rất giống nhau luôn. Thế thì giống nhau đến từng tí một, đến mức độ như này là bạn Nghiêm Ngọc Sơn, Trọng Sĩ và Quang Thạch. Bạn Sĩ ạ, bạn giống đến mức độ mà cái tờ bìa của bạn ấy, bạn không thèm ghi cái mã số sinh viên của bạn vào, cóp luôn của một bạn nào đó xong rồi để nguyên như thế và không ghi mã số. Đầu tiên là cô đọc của bạn bạn Ngọc Sơn trước. Thế rồi cô thấy là bạn ấy viết tên nhóm là có 3 bạn. Rồi có mỗi bạn Sĩ là bạn ấy không viết cái mã số sinh viên thôi, thì cô nghĩ chắc là nó không biết mã số sinh viên của thằng bạn. Thế là cô không để ý nữa, nhưng đến lúc sang đúng cái bài của em thì lại chính em không ghi mã số sinh viên của em. Như vậy thì chứng tỏ có mỗi một cái thôi, đó là em chả để ý gì cả, em có thêm cóp thôi, đúng không Sĩ? Nhá, là cái lưu ý này. Trong cả 9 bạn thì để ý cho cô một cái, đó là cái tờ bìa của các em chỉ ghi tên mình thôi, không ghi tên hai bạn cùng nhóm nữa, nhớ chưa? Ghi giáo viên hướng dẫn và ghi tên của mình thôi, xóa hai cái thằng bạn đi và ghi đầy đủ các thông số của mình, ví dụ lớp của mình bao nhiêu, mã số như thế nào, nhớ chưa? Nhóm mấy, đấy là cái thông số của em ở trong phần cái môn học này. Bạn nhóm 46 vì giống nhau nên là cô nhận xét chung. Thứ nhất là chung giống cả 8-9 bạn còn lại, đó là gì? Tên sinh viên chỉ ghi một tên thôi với tờ bìa, nhớ chưa? Cả 9 bạn nhá. Phần 1 là phần viết về công ty xong rồi, phần 2 là viết về kiến trúc với kết cấu. Phần mái thì xem các giải pháp kiến trúc để có giải pháp thoát nước mái. Cả 3 bạn để ý cho cô cái này. Nhóm này nộp khối lượng của tuần 9 nhiều hơn một chút xíu so với hai nhóm kia, đó là có cái sơ đồ tính khung. Có được cái sơ đồ tính khung hình như thế. À không, chưa. Mới vẽ được cái sơ đồ khung xong đó thì để tên đấy thôi, để tên phần tử và tên tiết diện vào thôi. Thì cái phần mái này của nhóm 46 để ý cho cô này. Nhóm của các em khác nhóm 34 lúc nãy ở chỗ kiến trúc mái của các em ấy không đua cái phần seno ra. Giờ lại kiến trúc mà xem nhá, không đua seno ra. Vậy thì các em tưởng tượng là cái tường nó xây đến đấy và cái mái nó nằm ở trong phạm vi cái tường. Vậy thì thoát nước mái nó đi đâu? Nếu nước mưa vào mái thì nó thoát đi đâu? Chắc chắn giải pháp thoát nước này không thể ra ngoài nhà được, nó phải trong nhà. Có đúng không? Trong nhà thì nó nằm vào ô nhà ai, phòng nhà ai. Thì các em phải có giải pháp thoát nước ở trên mái đó. Hiểu chưa? Cái này thì kết cấu nó cũng không chú ý đáng chú ý nhiều lắm, tức là không phải là kiến thức gì nó to tát lắm. Nhưng các em phải đọc kiến trúc, các em phải có cái dự chủ được là với cái mái nó to như thế này, chúng ta làm mấy ống thoát nước và nó đi vào phòng của nhà ai. Ví dụ 2-3 ô gì đó thì em làm một cái thoát nước, và cái thoát nước đấy chắc chắn là nó phải đi vào hộp kỹ thuật của cái nhà đó, đúng không?
nhá, để ý cho cô cái phần giải pháp kiến trúc của mái để xem các nước mái được đi đâu. Nhìn lại cái kiến trúc của mái nhá. Nhóm 33 Hùng Quân vào chưa? Rồi ạ. Nhóm 33 có đủ 3 bạn rồi. Bạn xin lỗi, còn nhóm 46 còn một lỗi nữa. Nhóm 46 còn một lỗi rất to. Hôm trước cô hỏi tên công trình chưa nói được và nợ cô tên công trình. Đúng không 46? Hôm trước là nói là đó, thế đến lúc nộp bài cho cô vẫn nợ tên công trình. Và cả ba bạn đều để ở cái trang số 11 nhá, vẫn là Ninh Bình. Vậy hôm nay trả nợ cho cô được cái tên công trình là gì và em chọn địa điểm nào chưa? Chốc nữa báo lại cho cô. Nghiêm Ngọc Sơn. Nghiêm Ngọc Sơn chọn Ninh Bình đúng không? Cô nhìn thấy trong bài của em Ninh Bình là Sơn, tại vì cô đọc của Sơn đầu tiên. Thế là cô tích luôn vào trong mục này là ở Ninh Bình là bạn Sơn. Xong cô đọc đến bạn thứ hai là bạn thứ hai không phải là bạn Thạch, và cô đọc đến bạn thứ hai là bạn Sĩ. Và cũng thấy, dở ra cũng thấy để ở Ninh Bình, Hoa Lư, Ninh Bình gì đó. Và cô dừng lại là bạn giống nhau. Được chưa? Vậy thì ba bạn chọn ở đâu thì báo lại cho cô. Như vậy bây giờ Sơn là Hà Nội đúng không? Ninh Bình là của bạn Thạch đúng không? Thế còn Vinh là của bạn Sĩ em ạ? Em ở Vinh ạ. Sĩ ở Vinh ạ. Tên công trình là gì em? Ba bạn đặt giống nhau. Nó là ký túc xá hay là khách sạn hay là nhà làm việc hay là gì đó, chung cư thì đấy thì em. Rồi. Thế thì cô không hiểu. Cô không hiểu là nếu như chưa có tên công trình thì em viết như thế nào phần kiến trúc nhỉ? Công trình đấy dùng để làm gì? Chức năng của nó làm gì? Thế thì chung cư xong đặt một cái tên gì đó, xong gạch ngang một cái xong nghĩ cái tỉnh của mình vào. Ôi giời ơi. Chung cư ABC gạch ngang một cái Hà Nội, gạch ngang một cái Ninh Bình, một cái nữa là Vinh. Rồi bây giờ quay trở lại nhóm 33 cô đang nói dở. Công trình của nhóm 33 là nhà ở xã hội CT01. Nhóm 33 sửa cho cô chữ 01 chứ không phải O1. In ra một cái cô nhìn ngay chữ O tròn xoè. Số 01 nhá. Dạ vâng. Tại vì em đang đánh chữ O đấy. Thế thì ở của bạn bạn Minh Kiên, cái của cả ba bạn nhé, bìa và tên một sinh viên thôi chứ không phải là ba sinh viên thì nói rồi. Bạn Minh Kiên này ở cái sàn tầng phần một là xong rồi này, mặt bằng kết cấu là có giải pháp rồi, có kích thước rồi, đưa cái mặt bằng kết cấu lên trên phần chọn kích thước nhá. Vâng. Phần điển hình có rồi, mái chưa có xeno, lúc nãy nói của nhóm 33 rồi đúng không? Thế thì xin lỗi nhóm 34, không biết là 34 có xeno không, để ý cho cô cái nhá. Có cái xeno thoát nước hay không ấy thì để ý cho cô một chút. Có đấy, chắc là có. Xeno là một này, với cả cái dầm ở trên mái ấy thì không nhất thiết phải giống dầm ở dưới tầng dưới. Bởi vì dầm ở trên mái, dầm phụ ấy, lúc đấy nó chỉ có tác dụng là làm mỏng cô sàn mái thôi, chứ không phải là nó đỡ tường, vì vậy nó không cần lệch. Nhóm 33 hình như làm hai cái dầm phụ ở trên một ô sàn trên mái cơ. Thì 33 để ý một chút. Đấy, 33 có những cái lỗi như vậy. Dạ vâng. Rồi thế thì buổi tới của mình, tuần này của mình, tức là còn khoảng 2 hôm 3 hôm nữa gì đó, bám vào cái lịch của bộ môn để nộp nhé. Thì chúng ta phải nộp cái phần tính toán mà trước cô giao, đó là phần vẽ đúng không? Thiết kế, tức là tính và vẽ mặt bằng, vẽ thép sàn hoặc là thép thang. Thì một vài bạn nhắn tin cho cô nói rằng là có hai bạn làm thang, hai ba bạn làm thang ấy, nói rằng em chưa biết tính thang như nào ấy, thì chốc nữa cô sẽ nói về phần tính thang. Thế còn phần sàn thì các bạn có thắc mắc gì không cho phần tính sàn? Lưu ý này, cái mặt bằng kết cấu của mái mà của các em sai rồi ấy, thì mấy cái bạn tính sàn mái ấy để làm lại cho cô đấy.
Thôi không làm lại cũng được, cũng chấp nhận giải pháp đấy cũng được chứ không sai nhá. Nếu như lười cũng muốn làm lại cũng được, chấp nhận được. Tuy nhiên đi làm thật thì không ai làm như thế. Là ví dụ như nhóm 33 xe cho cô mặt bằng mái. Bạn nào làm mái nhỉ? Mạnh. Dạ em ạ. Ờ, Mạnh xe cho cô phần mái. Vâng, cô chờ em tí ạ. Kết cấu là mặt bằng kiến trúc cô. Mặt bằng kết cấu. Dạ vâng. Để em mở mở két cho dễ nhìn được. Này nó sao không xem được. Xem được không em? Câu trả lời điểm mới sao không xem được. Đây đây con. Đó, cô thấy chưa? Rồi rồi. Rồi xe cho cô một góc nào đó của bằng kết cấu mái. Rồi, câu hỏi này, tại sao ở trên mặt bằng kết cấu mái thì cái dầm này này, dầm này này, cô nói với cả cái nhóm, hai nhóm còn lại bạn nào làm mái nhá, cái dầm này nó lại không nằm đúng giữa, lại làm lệch như thế này. À, tại vì em thấy nó cùng để cho nó trùng với cái tầng dưới nó lên như thế có. Nó không liên quan gì đến cái sàn tầng dưới đúng không? À, đúng vâng. Vậy là những cái dầm này thường người ta sẽ cho vào giữa chứ không ai để lệch đến mức lệch sang một bên như thế này cả. Dạ vâng. À, thế điều này cô mới nói rằng là nó không sai nhưng mà không hợp lý thôi, thì các em có thể nếu như mà lười làm lại thì có thể để như thế này, nhưng thực ra làm lại rất nhanh. Chả có gì nó phải liên quan đến phần tính, phần đấy thì vẽ thì nhiều lắm. Bởi vì tất cả phần tính của các em đều theo phương cạnh ngắn. Đấy, cái dầm này hoàn toàn có thể đẩy lùi đúng vào giữa cái ô sàn của em. Thì nó rõ ràng nó phân lực ở hai ô nó đều nhau hơn đúng không? Dạ vâng. Đấy, tính sàn mái này theo lý thuyết gì hả? Dẻo hay đàn hồi? À, tính theo dẻo quá ạ. Cái này em cũng chọn theo sơ bộ chứ em cũng chưa có ấy. Tại sao lại tính theo lý thuyết dẻo? Cái này em chọn theo cái sàn mái tính theo sơ đồ đàn hồi nhá. Dạ vâng. Tính theo đàn hồi. Một cái này, cái thứ hai, cái ô này của cả những bạn ở dưới tầng trung gian nữa có dầm không em? Cái này là các không cô ạ. Tại sao thế thì rõ ràng em tính ô sàn này ra chiều dày ô sàn này rất lớn, không thể 12 được đúng không? Cô thấy trong phần chọn của các em là chọn ô sàn này dày 12, các ô sàn dày 12 hết. Như vậy nếu như trong cái nhà này chỉ có một ô mà cô hỏi chấm bên này là điển hình rồi chọn cho tất cả các ô sàn khác thì 12 với ô này cô nghĩ là không đủ, nó phải dày cơ. Nếu mà dày lên đến 15, 18 thì đó, 15 chẳng hạn, mà ô khác cũng lấy thêm 15 thì nó rất là thừa. Đúng chưa? Vì vậy nếu như em chọn tất cả các ô khác 12 thì riêng cái ô này em phải chọn ô khác 12 đi. Còn nếu em muốn bằng 12 luôn thì là em phải chọn cho cô một cái dầm nó đi vào đây.
nó chả đỡ sàn đỡ cái tường nào cả, nhưng mà nó phải có cái dầm đó để nó chia nhỏ các ô sàn tương tự như nhau, dầm ngang cũng được, dầm dọc cũng được, mà trong giải pháp này mình nên dùng kéo thẳng dầm bên cạnh để sang này nó hợp lý hơn, đúng không? Vâng. Đấy. À, không biết các ô tầng dưới thì cái phòng này là phòng gì em nhỉ? À, cái này là cái sảnh chỗ thang máy để chờ thang máy cô. Thế thì nên cho một cái dầm vào vị trí này nhá. Còn nếu ở cái sảnh này mà có xây tường hay gì đó thì cái dầm nên nằm ở dưới tường. Nhưng mà cô nghĩ là chắc ở sảnh chắc không có tường, đúng không? Thì nên bổ sung cho cô một cái dầm ở đây để mà chiều dày các ô bản nó tương tự như nhau. Nhá. Và khi mà vẽ lên mặt bằng kết cấu thì chú ý đặt nét cho cô để nó ra là những cái dầm này nó ở phía dưới sàn, đúng chưa? Dạ vâng. Nhớ được một cái đó là cái cột của mình đặt nó là ấy rồi, là không không phải là tô đen rồi. Thế còn sàn thì nó nằm ở trên nên là những cái dầm kia là nằm vẽ ở đất nước hết. Hai dạ. Bạn còn lại của hai nhóm vẽ mặt bằng mái nhớ cho cô nhá, là các cái cột này không tô đen bởi vì nó hết cột phía trên rồi. Cô xin lỗi, có một nhóm nào đó không biết có phải nhóm này không, là có cái cột mọc lên ở trên nhưng chỉ để trang trí cột và dầm chứ không có sàn ở trên đó, là nhóm nào nhỉ? Nhóm 33 hay 34 hay 46? 33. Nếu thế thì 33 lại phải xem lại chứ, bởi vì như vậy thì cái cột này vẫn tô đen chứ mà nhỉ? Dạ vâng. Có một nhóm nào đó mà cô nhớ là ở trên mái có đua các cột, còn có xây các cột, đổ các cột lên xong nó đổ các dầm nhưng mà không có sàn ở trên cùng. Không, nếu mặt bằng mái của bọn nhóm em là cột là ở trên có sàn hết cơ. Nếu ở trên mà có sàn hết tức là cái sàn mà em đang vẽ này có phải sàn cao nhất không? Sàn cao nhất cơ. Ở trên không có dầm nữa đúng không? Dạ vâng. Thế thì không đua cột là đúng, nhưng mà cô rõ ràng cũng nhớ có một nhóm nào đó. Chắc là cô lại phải xem lại kiến trúc à? Mạnh thì bật kiến trúc cho cô xem không Mạnh ơi? Có bản kiến trúc không hả Mạnh? Có cơ, cô chờ em tí. Cái mặt đứng ấy, mặt đứng hoặc là mặt cắt. Dạ vâng. Mặt cắt thì thấy rõ hơn. Đây bộ mặt cắt. Em đang vẽ cái sàn lúc nãy cho cô là ở với cao trình. Cao trình này à? Cao trình cao nhất của. Là cao trình này đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Nếu cao trình đấy thì nó không có dầm nữa, không 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 tô cột nữa. Vẽ như mặt bằng của em là đúng rồi. Cho cô xem một bằng tầng trung gian. Chắc là trong bản này có luôn đúng không? Để em mở ra. Chắc là bên này có. Không làm cho một bản à? Ừ, lấy bản nào được. Mặt bằng tầng điển hình là đó. Tầng điển hình đúng không cô? Ừ. Kéo lên thì nào cũng có. Xin được không rồi. Rồi cô đã nhìn thấy điểm rồi, xong rồi không cần phải kéo nữa em, nhìn được rồi. Ở đây. Cô đã nhìn thấy rồi mà. Dạ, đây, đây. Tầng điển hình để cô xem cái này này, để cô xem cái khu này này. Dạ vâng. Thì lúc nãy mình đang thiếu một cái dầm ở đây mà. Thì ở sàn chúng ta cũng thấy nhá, sàn có tầng từ tầng mấy, tầng 2, tầng 9 hay bao nhiêu đó thì các em cũng nên. Đây tầng 2, tầng 9 đây cô. Ừ, thì nên bổ sung cho cô một cái dầm theo phương này nhá. Dạ vâng. Cái của bạn là Thiên à, bạn Thiên làm sàn tầng 5 đúng không? Thiên nhớ bổ sung cái dầm đấy vào nhá. Để cho ô sàn của mình nó tương tự với các ô khác mà. Chứ không thì ô đấy em làm phải dầm không phải lên đấy. Rồi. Bàn Kiên, nhân tiện có cái mặt bằng kết cấu của Mạnh ở đây thì mặt bằng kết cấu của Kiên hôm nào đã xem rồi đúng không? Kiên tính sàn chưa ở Kiên? Em tính rồi ạ. Vẽ thép lên chưa?
Em vẽ rồi ạ. Rồi xe cho cô bản nét của Kiên. Mạnh đã Mạnh về đổi lại cho cô cái lý thuyết tính nhá, là theo sơ Dạ đồ đàn hồi. Tất cả các em tính sàn mái là theo sơ đồ đàn hồi nhá. Và đọc lại bê tông xem là tại sao mình tính theo sơ đồ đàn hồi, tại sao mình tính theo sơ đồ dẻo. Và sơ đồ đàn hồi so với sơ đồ dẻo thì thép nó có lớn hơn không? Nhá. Cô tí nữa có thể hướng dẫn qua một chút về thiết kế sàn mái không cô? Thực ra tính theo sơ đồ đàn hồi nó dễ hơn là tính theo sơ đồ dẻo mà. Nó chẳng qua là nó thành lập cái biểu đồ gọi là cái công thức tính moment ấy. Moment của từng ô bản theo lý thuyết dẻo hay lý thuyết đàn hồi thì nó ra một cái moment, thì nếu tính theo sơ đồ đàn hồi thì moment nó to hơn, có nghĩa là thép nó nhiều hơn. Và Trang hoàn toàn là tính trong cái quyển quyển đồ án bê tông ấy, sàn bê sườn bê tông đúng không cô? Ừ đúng rồi, sàn sườn ấy. Nhưng thì mà tính phần đấy thì nó ra ra có hai công thức nó khác nhau thôi, chứ không có gì khó cả. Và sơ đồ dẻo thì tính khó hơn bởi vì mình phải tính mờ theo 12 phương, xong rồi tính các cái tỷ lệ giữa cạnh nó cạnh kia ấy, đúng không? Vâng, em Còn sơ có đồ tính đàn như thế hồi nhưng thì mà em không biết cách bố trí nào, kiểu bố trí không, sàn nó sau to khi này. tính ra thép thì bắt đầu với bố trí thì hai cách đấy đều bố trí thép, nó tương tự như nhau về cách bố trí thép, nhưng nó chỉ khác mỗi cái sơ đồ tính, thì sau đó ra là moment tính theo đàn hồi nó lớn hơn moment tính theo dẻo, chỉ thế thôi chứ nó không khác gì. Mà tính theo tính moment theo sơ đồ đàn hồi công thức nó dễ hơn dẻo. Nó đọc lại cái phần cái đồ án bê tông một chút xíu. Cho cô xem bản thép của bạn Kiên. Còn bạn Mạnh về sửa đi, xong rồi xem thép như thế nào thì xem bản của Kiên, cô giải thích trên bản của Kiên thì Mạnh sửa theo nhé. Dạ vâng. Đấy, mình chia cô nói rồi, đàn hồi hay dẻo thì nó chỉ khác cái phần thiết lập cái ấy thôi, cái phần công thức để tính ra moment thôi. Sau đó tính được moment rồi thì tính thép nó tương tự như nhau và bố trí thép dạ nó vâng. tương tự như nhau. Đây là khung. Rồi, đây là mặt bằng bố trí thép sàn ở lớp dưới. À, không vẽ hai cái thép trên dưới chập vào nhau được à? Mạnh. À, xin lỗi Kiên. Kiên nghe cô nói không? Em có, em có. À, sao em không vẽ lớp trên và lớp dưới chập vào một bản thôi? Thì em thấy nó rối quá, em chia làm hai cho dễ nhìn. Thế thì nếu mà chưa quen thì chia làm hai cũng được, nhưng người sau thiết kế thì chập làm một thôi nhá. Ví dụ nào, đây là thép lớp dưới, em zoom cho cô một cái phần to, một cái góc nào đó của bạn này. Rồi dừng lại, dừng lại. Tất cả các bạn chú ý này, kể cả những bạn làm thang nhá, cả 9 bạn để ý cho cô này. Đây là lý thuyết chung nhá, coi như là cô đang giảng lý thuyết. Và khi nào đi bảo vệ chẳng hạn, bảo vệ không phải là bảo vệ cái này đâu mà bảo vệ tốt nghiệp, hoặc là lúc sau này đi làm thì để ý cho cô. Cái khu hành lang của các em ấy, em đang vẽ đề thép của lớp dưới sàn nhá, thì khu hành lang không có cái ngang à? Không ạ, à, là cái em tính là bản dầm, nên là em chỉ tính thép một phương nhá. Bản dầm mà tính thép một phương, cái phương đấy là phương dài hay phương ngắn? Phương dài. Phương cạnh dài. Tức là tính bản là dầm mà, xong rồi em tính theo phương cạnh dài, cắt một mét theo phương cạnh dài em tính à? Vâng. Thế em đứng trên một cái tấm ván thì nó truyền lực cho em là truyền theo cạnh ngắn hay cạnh dài? Ngắn mẹ này. Cái này mình tính hai phương. Bạn lại dầm tính theo phương ngắn. Bây giờ nhớ cho cô như thế này để sau này dồn tải trọng nhé, tuần tới dồn tải trọng để những một cái nữa này. Cái tỷ lệ giữa ô nọ trên ô kia, ví dụ mình nhìn ô hành lang cho nó dễ nhìn nhá, ô hành lang của bạn ấy này, ví dụ ô này, nghe lý thuyết tính sàn này, đây là cái ô hành lang này, đúng không? Cô gọi một cạnh là A và cạnh kia là B này. Người ta nói là tỷ lệ cạnh nọ trên cạnh kia, B trên A, ranh giới của nọ họ nó là bằng 2 đúng không? Lớn hơn hoặc bằng 2 đúng không? Nhỏ hơn hoặc bằng 2, ranh giới bằng 2. Nếu như mà ranh tỷ lệ hai cạnh này mà lớn hơn 2 thì tính theo làm việc một phương, còn lớn hơn 2 thì là làm việc hai phương. Đúng không? Ví dụ ô hình vuông là làm việc hai phương. Đúng chưa nào? Thế thì cái lý thuyết này, cái con số bằng 2 này ấy, thì thực ra là cách tính gần đúng thôi. Chứ còn nếu mà truyền lực của ô bản, bao giờ các em cũng vẽ góc 45 độ ra này, góc 45 độ ra này.
cứ 45 độ vẽ ra, được chưa? Nối các đường này với nhau. Như vậy những cái dầm mà dầm ngắn này này thì nó chịu hình tam giác, thì thấy chưa? Còn những cái dầm dài thì nó sẽ chịu tải là hình thang, đúng không? Vâng. Vậy là nó truyền lực cho cả hai phương đấy chứ? Truyền lực theo phương này này có đúng không? Và truyền nhiều, bởi vì cái tỷ lệ A trên B nó lớn, thì nó càng lớn thì nó càng truyền nhiều. Có nghĩa là A trên B mà lớn hơn 2 ấy, thì nó càng truyền nhiều sao theo cái phương ngắn. Đúng chưa? Vâng. Nếu như mà A với B này mà gần gần bằng nhau, tức là truyền lực theo cả hai bên nó như nhau, là truyền bên này này và bên phương A thì nó như nhau. Đúng không? Thế thì nếu như mà mình lấy cái tỷ số này mà càng lớn hơn 2, có nghĩa là cái hình tam giác này của mình này càng nhỏ lại. Đúng không? Và càng nhỏ lại đấy thì em chia lực là nó về cái phương này hết, cái dầm dầm dọc này hết. Đúng không? Vâng. Làm việc một phương là thế, nó làm về cho cái hai cái dầm dọc này chịu được hết này. Còn hai cái dầm ngang này là nó không chịu. Nhưng mà thực ra ấy, là nó không đúng, bởi vì ít nhiều thì cái dầm ngang nó vẫn chịu được đấy chứ. Đúng không? Vì vậy lúc tính toán luôn luôn tính cho cô là nó chuyển lực theo góc 45 độ, có nghĩa là chuyển lực theo cả hai phương. Đúng không? Vâng. Nên tính như thế. Còn nếu như cái tỷ lệ này nó lớn hơn 2, đặc biệt lớn hơn 2 nhiều quá, thì em có thể tính chuyển lực theo một phương được. Được chưa? Vâng. Và lúc đấy cắt một dải 1 mét nhưng không phải theo phương lệnh dài nhá. Trong dòng. Ừ. Cái thép này này là thép chịu lực chính em này. Vâng. Đây, cái thép màu vàng của cô này, thép theo phương này này là thép chịu lực chính này. Được chưa nào? Cắt một dải 1 mét ra và sơ đồ của nó là T bên này và T bên kia. Đấy, của hai cái dầm này đấy. Và tính thép theo phương cạnh nắm là thép chịu lực chính. Và trong phần này thì thể hiện thép ý, thì các em nhớ là ô nào cũng có hai thanh thép, một thanh dọc và một thanh ngang, nhớ chưa? Ví dụ thanh ngang này, thanh dọc như thế này. Đó. Thế còn thanh ngang này có kết hợp với hai thanh ở hai ô bên cạnh hay không thì chuyện đấy mình tính sau, và cụ thể cô sẽ giảng ngay bây giờ. Được chưa nào? Yeah. Lưu ý cho cô một cái này. Đối với thép chịu lực của sàn nhá, thì các em lấy thép cấu tạo cho cô ấy là Phi8A200. Thép cấu tạo, chứ đừng lấy phi 6. Phi 6 chỉ lấy làm thép làm cốt giá. Làm cốt giá, cốt giá là cốt gì có biết không? Bắt đầu học sang thực ra là học năm thứ tư, thứ ba, thứ tư bắt đầu học sang những cái chuyên môn chính của các em rồi, nhưng mà không để ý đâu. Có khi bây giờ bắt đầu thực tập để làm tốt nghiệp mới nghĩ là đấy là kiến thức mà mình cần thiết. Cốt giá là cốt gì? Có cái cốt úp như thế này này, có cái cốt thép này này để đỡ cái cốt úp đấy, thì cốt úp được gọi là cốt âm nha. Nếu chưa biết thì phải vạch vào đây một cái ghi là cốt âm, người ta hay tắt gọi tắt là như vậy, cốt âm. Tại sao lại gọi là cốt âm? Bởi vì nó chịu moment âm. Tính cốt. Trong nữa cô sẽ chỉ cốt âm và cốt nó nằm ở đâu nhá. Thế còn để các em tưởng tượng này, bây giờ không cần có mấy chục thanh, mấy trăm thanh, mà bây giờ cô chỉ cần có hai thanh thôi. Còn hai thanh thì hai tay giữ hai thanh cũng được, nhưng mà thôi bây giờ cô cho ba thanh đi. Tức là không còn tay thứ ba để giữ đúng không? Thế thì để giữ ba thanh thanh cốt âm này này là phi, ví dụ cô đặt là phi 10A150, ví dụ như thế. Tức là gì? Thanh này dùng thép phi 10 và cứ 150 mm là có một thanh, gần là bằng găng tay của mình ấy là có một thanh. Như vậy để giữ cho những thanh này đứng được thì phải có các cốt giá. Cốt giá chính là cái cốt mà cô minh họa bằng dấu chấm này, dấu chấm tròn ấy. Là bây giờ cô minh họa lại bằng dấu chấm tròn màu đỏ này. Cốt đai. Đấy, cốt này không phải cốt đai nhá, cốt này là cốt giá. Cốt đai chỉ là đai cho cốt thép dọc dầm của cột, thì người ta dùng cốt đai để người ta giữ cố định cốt dọc của dầm của cột. Còn cái này là cốt giá. Yeah. Cho những cái thanh cốt âm này nó đứng thì nó gọi là cốt đai. À xin lỗi, cốt giá. Và cốt giá này là lấy phi 6 A có thể lên đến 250, thậm chí 300 được. Còn các cái cốt thép chịu lực ở trong sàn, cho dù em có lấy cấu tạo đi chăng nữa thì em cũng lấy nhỏ nhất cho cô là phi 8 A200. Và cái limit nó chả tựa vào đâu cả, bởi vì nó nối giữa các thanh với nhau thì nó tạo thành một cái lồng, đúng không? À, nếu nếu như mà cái lồng này nó lớn quá thì nó sẽ bị võng ở giữa, thì người ta sẽ có các cái con bọ, hay người ta gọi là các cái chân chó,
để nó giữ. Các cái chân chó này nó có thể là các cái cục bê tông, nhưng cũng có thể cái con kê ấy, cũng có thể nó là các thép chữ U, nó lại bẻ cái thép U được các con giáp để nó đỡ. Đây là tưởng tượng này, những cái thép đấy nó là như thế này này. Đấy, xong có những cái giá là... Rồi, đây này, cái phi 6 của cô là cái thanh này này, phi 6 này, được chưa? Và nó buộc với cả các cái thép phi 10 này, nó buộc với cả các điểm này này, thì nó sẽ tạo thành một khung thôi, được chưa? Thế nhưng mà ví dụ như là cái phạm vi này nó rộng, cái miếng này nó rộng quá, thì có phải cái phạm vi ở giữa này này nó bị võng không? Đúng không? Thì lúc đấy người ta sẽ kê vào đây các cái con kê này có thể bê tông, có thể là phải dòng thép U chẳng hạn, được chưa nào? Đấy, thì cái phần ở trong cái bản vẽ này của các em thì nhớ cho cô một cái nữa, đó là nếu như thép phi 8, phi 6 hoặc là phi 8 thì người ta có cái móc phải bẻ như thế này, nhớ chưa? Cái này là móc thép bắt buộc phải bẻ theo quy định. Tầm đoạn là bao nhiêu nhỉ? Xem bê tông nhá. Xem bê tông xem là bẻ cái đoạn ngang bằng bao nhiêu rồi góc cong như thế nào đấy. Quanh quanh nó 50, 60 gì đó, đúng không? Bao nhiêu lần đường kính ấy, thì nhớ cho cô cái phần đấy, nó quanh quanh 50, 60 gì đó. Cái thép phi 10 trở lên, thường là phi 10 trở lên. Tại vì sao? Tại vì phi 10 có hai loại. Một loại là có đai, có gai. Một loại trơn. Thông thường phi 10 của mình sẽ là có gai. Nhá, ít khi phi 10 trơn lắm, phi 10 thường có gai. Thì cô mới nói gộp luôn là từ phi 10 trở lên thì nó không cần phải bẻ cái móc này nữa, nó là một thanh thẳng này luôn. Nếu bạn làm chọn phi 10 nhá, thì nó là một thanh thẳng như thế này, không bẻ móc. Nhớ chưa? Bởi vì tác dụng của cái móc này là gì? Để nó bám vào bê tông, để nó không tụt khỏi bê tông. Nhưng phi 10 này thì bản thân nó xung quanh này có gai hết rồi, nó bám bê tông suốt cả cái chu vi dọc chiều dài thanh này rồi, thì không cần bẻ móc ở đầu, hiểu chưa? Cái móc mà bạn Mạnh, bạn Kiên bạn đang bẻ ở đây này, cô nhìn thấy trên này này, cô đang vẽ thì ở trên một cái máy bé xíu, còn cô nhìn thì phải nhìn trên màn hình to. Cái móc này của Kiên lúc mà em vẽ thì em nghĩ rất là thật thôi, là em bẻ móc tròn tròn hay là em vẽ là kiểu như này, móc như này. Em mới chỉ nghĩ là vẽ bằng trải nghiệm là đấy, tại đấy là cắt thép vậy. Thế thì không phải nhá. Trong bản này nếu em vẽ phi 6 hoặc phi 8 thì em đều phải vẽ cái móc, có móc cho cô để nó bám vào bê tông. Đấy chưa? Phải vẽ có móc. Em tưởng là vẽ cái mặt cắt thì thể hiện rõ là có móc rồi. Đây. Trên mặt cắt thì không thể vẽ móc được. Nó chỉ có thể vẽ trên mặt bằng thôi, mặt cắt thì không thể. Đấy chưa? Cái móc này là để nó bám vào bê tông, thép bám vào bê tông, không bị tụt vào bê tông. Thế còn cái móc mà cô đang vẽ, ví dụ cái móc này này, đây là thể hiện cắt thép. Thì cái móc này nó thể hiện ở chỗ mà hai thanh chập vào nhau mà người ta cắt thép, nối thép ý. Người ta không biết thể hiện, gọi là không biết nó cắt ở vị trí nào, người ta thể hiện bằng cái móc đó. Ví dụ, cô có thanh thứ nhất đến đây, cô muốn nối với thanh thứ hai ở đâu đó ở vị trí này. Vị trí này thì không được nối thép đâu nhá, nhưng mà cô đang vẽ để các em tưởng tượng thôi. Cái vị trí có dầm này không được nối thép nhá. Không được nối thép lớp trên ở vị trí có dầm và không được nối thép lớp dưới ở vị trí moment lớn là giữ nhịp, đúng không? Nếu như mà nối như thế này này, hai thanh này nó kéo dài như thế này thì các em không nhìn thấy nối ở đâu, đúng không? Em muốn thể hiện vị trí nối thì người ta phẩy một cái, tức là cái thanh từ bên trái kéo sang bên phải đến vị trí này, và thanh từ bên phải kéo sang bên trái đến vị trí này, người ta phẩy một cái. Có nghĩa là đoạn chập của mình chính là đoạn giữa hai cái phẩy như này, thấy chưa? Như vậy cái nét phẩy của mình là ký hiệu cắt thép ở vị trí đó. Còn cái móc tròn tròn của mình, tạm thời gọi đây là cái móc tròn đi, là thể hiện là cốt thép neo vào bê tông phải bẻ móc như vậy. Được chưa? Thế còn cái nét mà phẩy này của mình này, mình sẽ thể hiện rất là rõ ở cái bản vẽ khung. Bản vẽ khung nối thép dầm với nhau, nối thép cột với nhau, thể hiện rất nhiều cái móc kiểu như này, phẩy phẩy như này. Ở bản vẽ thép lớp dưới của bạn Kiên thì lưu ý cho cô là cái móc neo của thép là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vẽ cho cô cái thép của cái hành lang ấy, là có cái thép ngang nhá. Thế thì bây giờ mình nhìn thấy này, cả nhóm nhìn thấy, mấy nhóm nhìn thấy nhá, cái thép dài của bạn Kiên đã thể hiện từ đây này, chạy thẳng một nhát đến tận đây này, nhìn thấy chưa?
Cái nhà này của bạn dài 45,2 mét, đúng không? Ừ, có cái tinh phi phi 6, phi 8 mà dài 40 mấy mét có không? Theo em thì có không? Có. Có. Nhầm. Phi 6, phi 8 là thép cuộn. Và nó cả cuộn thép không à? Nó làm được đúng không? Tuy nhiên lúc thi công thì không ai làm một cái thanh dài như thế này để cầu lên mái cả. Bởi vì thông thường là người ta gia công thép ở dưới mặt đất rồi. Rồi người ta cầu cái bó lên trên mái người ta giải. Đúng không? Cái phần mà gọi là công đoạn gia công cốt thép ấy là người ta làm ở dưới rồi xong người ta cầu lên, mà cầu một cái đoạn nó dài bằng cả chiều dài của nhà này thì không thể. Như vậy thì bạn nó vẽ như thế này thật, nhưng mình là ông đi thi công, bởi vì các thằng bạn ngồi thiết kế còn mình đi thi công chẳng hạn, thì mình phải cắt thép đúng không? Vâng. Nếu mà có cắt thép thì nhớ được cô là thép lớp dưới, tức là nguyên tắc của cắt thép là gì? Cắt ở vị trí mà có moment bé thôi, chịu lực bé thôi. Cụ thể cái thép ở trong sàn là chịu moment đúng không? Có đúng thép trong sàn chịu moment không các bạn? Dạ. Ừ. À, bây giờ dán này giống như là dán cho bắt đầu bằng thép một câu một đó nhỉ. Hiểu quá, Bây giờ đúng cô hỏi từng câu một, từng ý nhỏ một nào. Ô sàn chịu gì, không? trạng thái chịu lực của ô sàn là gì? Chịu uốn. Chịu uốn đúng không? Chịu uốn là chính, tức là nó có moment đúng không? Vâng, có một em. Tức là chịu moment, đạo hàm của moment nó sẽ ra lực cắt đúng không? Có nghĩa là Dạ ô vâng. sàn cũng chịu cắt. Thép nào trong ô sàn chịu cắt? Có thiết kế không? Không. Toàn thiết kế thép chịu moment, không có thép nào chịu cắt đúng không? Vâng. Ừ. Thế chứng tỏ là lực cắt ở trong ô sàn bé và bê tông nó đủ chịu cắt rồi, nên là mình không phải tính có thép chịu cắt nữa. Đó là một lý do. À, cái thép dài như thế này này thì người ta sẽ cắt thép ở vị trí mà có moment nhỏ. Cụ thể với cái nhà này. Không, đấy là lại nhớ sang đổ bê tông rồi. Đấy là nhớ lại nhớ sang phần đổ bê tông dùng mạch ngừng rồi. Các em tính ở trong phần sàn này, các em tính là tính từng ô một đúng không nào? Và tính theo sơ đồ khớp đúng không? Vâng. Tức là như này này, cắt ra một ô bảng, ví dụ ô này tính một ô bất kỳ để tính đúng chưa, tính từng ô độc lập. Và khi mà cắt ra một ô như thế này thì nó xảy ra một cái tình trạng, đó là gì? Moment lớn nhất là ở giữa ô bảng của cái ô em tính ấy. Nghĩa là cái thép lớp dưới của em nó sẽ chịu moment. Tưởng tượng một ô bảng nhá, nó luôn luôn có moment theo phương này, moment theo phương kia này, và cả hai cái moment này đều là cốt thép lớp dưới chịu, có đúng không? Như vậy ở giữa ô bảng này là moment dương, chịu moment dương. Còn ở các cái gối tựa là gối này này thì chịu moment âm. Và để nhớ nhớ nhanh nhớ dễ, người ta sẽ luôn luôn nghĩ là ví dụ nhá, cái moment cô gọi là M1 lớn chẳng hạn như thế này, thì nó là vẽ sơ đồ này ra và biểu đồ moment của nó là ở gối là ngàm, ở giữa này là có moment dương như này đúng không? Vâng. Tưởng tượng như chúng ta bẻ một cái que cong ở phía dưới ấy. Thế thì cái thép mà chúng ta đang đặt nó sẽ chịu moment này ở giữa nhịp, ở phía trên tức là phía gỗ gối thì nó sẽ chịu moment này, và moment này gọi là âm, moment ở dưới này gọi là moment dương. Như vậy thép lớp dưới sẽ chịu moment âm hay dương? Dương đúng rồi, thép dưới chịu moment dương. Vì vậy nếu mình có cắt thép lớp dưới thì không được cắt ở vị trí giữa nhịp, bởi vì nó đang chịu moment lớn nhất, đúng chưa? Vậy thì nếu mà em đi thi công mà em muốn cắt thanh này thì hai ba đoạn chẳng hạn, thì nhớ cho cô chỉ cắt ở chỗ gối rồi chỗ có dầm thôi, không được cắt ở giữa nhịp. Như vậy cô có thể cắt là đến đây một mặt cắt này, và đến đây một cái thanh nữa này, rồi từ đây trở về hết là một thanh nữa, ví dụ như thế. Được chưa? Cắt ở gối nhá. Đấy. Không được cắt ở giữa nhịp, bởi vì ở giữa nhịp moment dương đang lớn, nó đang chịu moment, không được cắt ở giữa nhịp. À, ngược lại như vậy, đối với thép ở lớp trên, là thôi đang nói thép dưới trước đã. Cái thanh này, cái thanh vuông góc. À, khiên năng thiết kế là một thanh này, hai thanh này, và thiết kế thêm một thanh ở giữa này nữa này, khiên năng vẽ thiếu cái thanh ở giữa, có đúng không? Thì liệu rằng mình có làm ba thanh này thành một thanh được không, hoặc ít nhất là hai ô thành một thanh được không? Nếu Bởi mà vì được thay vì cái chuyện là mình bẻ ba thanh thép này thì mình chỉ bẻ một thanh hoặc là bẻ hai thanh thôi, thì được không nào? đó Không, giữa nó nhỏ hơn làm sao không giữa nhịp được. Đây hai thanh nhá, nếu cô làm hai thanh nhá, cô làm như thế này,
ví dụ cái này đúng rồi, và một thanh nữa là thanh này, một xanh, hai cái một xanh, ví dụ như này đúng không? Em lưu ý này, kia còn thiếu thanh đây nữa này, ở phần ban công đưa ra này còn thiếu cái thanh ở đây nữa kia nhá, đúng không? Thiếu thanh màu vàng ấy ở cái ô ban công ấy. Các em tưởng tượng nhá, luôn luôn thép có hai thanh vuông góc với nhau, lớp trên một thấy lớp dưới cũng thế. Thế thì tại sao mình lại không làm ba thanh giống tiên hoặc là không làm hai thanh giống vô, tức là chọn cái nào cho lấy cái thanh đấy? Thì ví dụ cô là cái thép là ngắn là nó sẽ chịu lực chính, thép theo phương vạch dài chịu lực phụ hơn. Vậy ở ô hành lang, ô hành lang, một ô hành lang ô này, thanh nào chịu lực chính? Thanh màu đỏ chịu lực chính hơn đúng không? Thanh đỏ chịu lực chính hơn so với cái thanh màu vàng là cái thanh này, đúng không? Vâng. Có phải đúng xét một ô bản, còn cái chuyện em kết hợp thép ô nọ ô kia tính sao nhé. Một ô bản có hai thanh là màu đỏ với màu vàng này, ô hành lang ấy, thì thanh màu đỏ sẽ chịu lực chính hơn. Vì sao? Bởi vì nó là ngắn hơn, nó đều đặt ở lớp dưới, đều chịu moment dương theo hai phương đúng không? Nhưng phương cạnh ngắn nó chịu lực chính hơn, tức là thanh đỏ nó chịu lực chính, nó phải nằm phía dưới. Các em tưởng tượng nhá, ở cái sàn của em dày 120 đúng không? Các em phải giải một lưới ở phía dưới đúng không? Thì cái lưới ở phía dưới đấy gồm có hai thanh, thanh đỏ và thanh vàng. Thanh đỏ nó sẽ nằm ở dưới hơn so với thanh vàng. Nhớ cho cô nhá, là thanh đỏ là thanh chịu lực chính, thanh ngắn ấy, theo phương ngắn, nó nằm ở phía dưới. Thế bây giờ mình nhìn vào ô bên cạnh. Nhìn vào ô bên cạnh, có một thanh đỏ và một thanh xanh ở phía trên ấy. Ô bên cạnh nó cũng giống thế đúng không? Một thanh đỏ và thanh xanh. À xin lỗi, thanh đỏ và thanh... Bây giờ cô lại vẽ một màu khác. Màu đen. Thanh đỏ và thanh đen. Có đúng ô sàn của em là ô này không? Có một thanh đỏ và thanh đen không? Em có tin vào. Thanh nào chịu lực chính? Thanh đen. Thanh đen chịu lực chính hơn đúng không? Thế thì bây giờ mình nhìn này. Thanh đỏ đang ở vị ở cái ô ngoài ấy thì nó nằm ở phía trên. Đến ô hành lang nó lại chui xuống phía dưới. Đúng không? Nếu như cô kết hợp thanh đỏ, hai thanh đỏ với nhau để thành thanh màu xanh ấy, thì có đúng là ở cái ô bên kia nó đang nằm ở phía trên, còn đến ô bên này nó nằm phía dưới không? Hay dùng cái tính em đấy. Thế thì nó sẽ là như thế này này. Đang nằm ở phía trên này, xong đến đây nằm phía dưới thì nó phải cong một chút rồi nó nằm ở phía dưới này. Uốn xuống. Được chưa? Nó sẽ bẻ cong. Độ cong của cái đoạn bẻ này bằng bao nhiêu thì nó chỉ bằng đường kính của thanh đấy thôi, phi 8, phi 6, phi 8, phi 10 gì đó. Đúng không? Tức là mình phải uốn thép. Hiểu chưa? Nếu cô thay cả hai cái thanh đỏ đó bằng thanh màu xanh thì thanh màu xanh đấy chiếu từ trên xuống, các em vẽ nó thẳng như thế này nhá. Nhưng lúc ở trên mặt cắt giá nó phải uốn cong giống như là cái thanh đen cô vừa vẽ. Được chưa? Tiếp tục đi sang ô bên cạnh. Nếu kết hợp cả ba ô, bốn ô gì đó với nhau thì nó cứ lên xuống như thế. Chứ ít khi nó được là hoặc là trên hẳn hoặc là dưới hẳn lắm. Vậy thì bẻ một cái thanh, một cái dích sắc như thế làm sao mà bẻ nổi? Đúng không? Vì vậy mình chỉ nên kết hợp hai ô thôi. Bẻ một lần thôi. Ví dụ đang ở trên bẻ dưới hoặc là đang ở dưới bẻ trên thôi. Chứ đừng có uốn éo lên rồi xuống rồi lại lên rồi lại xuống. Người ta không bẻ được như vậy cho em. Được chưa? Vì vậy giải pháp ở trong cái bản sàn của em ấy thì nên vẽ hai thanh chứ không nên vẽ một thanh theo phương ngạc. Chuyển sang bản thép lớp trên. Như vậy thép lớp dưới có chừng mấy thứ phải để ý nhá. Chuyển sang bản thép lớp trên. Dừng lại. Trong cả 9 cái đồ án, chỉ có đồ án của bạn là bạn nào lúc nãy mà cô nói là dùng sàn 160 rồi sau bạn ấy cũng chọn sàn 120 rồi ấy, là bạn nào lúc nãy cô nói là bạn nhớ là đây là Xuân Tài ấy, chỉ có mỗi Xuân Tài là chọn 160, sau đó thì đến bảng chốt lại thì bạn lại quay trở lại chọn 120 rồi, có nghĩa là cả 9 bạn là đều 120 hết, sàn dày 120. Thì nhớ cho cô là những cái bảng sàn mà dày 150 hát bằng 150 nhá,
thì có hai cách. Cách thứ nhất là sàn thép một lớp. Và cách thứ hai là mình lập thép hai lớp. Và thông thường là người ta sẽ chọn cách đặt thép một lớp. Cái ranh giới 150. Như vậy là nếu như bằng sàn của mình bằng 120 hết thì luôn luôn là đặt thép một lớp. Luôn luôn là thép một lớp. Được chưa? Thế thì thêm một lớp, thêm hai lớp thì thể hiện như thế nào? Nó có gì khác không? Thì cái bảng sàn này của Kiên đang vẽ này này là đặt thép hai lớp. Kiên nhớ chưa? Cái lớp dưới lúc nãy ở bổ sung thêm một số thanh ở ô hành lang thì cô nói rồi ấy. Thế nhưng mà cái thép ở lớp trên này này thì Kiên đang đặt thép hai lớp. Không đúng, phải quay trở về thêm một lớp cho cô. Thế thì thêm một lớp là thêm như thế nào? Thì chúng ta thể hiện nhá. Bỏ hết những thanh mà bạn Kiên đang vẽ đi và chỉ ở vị trí có dầm thì mới có thép lớp trên. Như vậy vị trí biên này có dầm thì người ta vẽ cái thép lớp trên. Ví dụ vẽ như thế này. Ở vị trí giữa này có dầm này, người ta lại vẽ thép này. Ở vị trí bên này có dầm này, người ta lại vẽ thép tiếp này. Đây có dầm này, vẽ thép tiếp này. Kiểu như vậy. Ở bên này có dầm này, tức là cứ có chỗ nào có dầm thì phải có cái thép này. Tại sao lại như thế? Tất cả các vị trí có dầm đều phải có thép đấy nhá. Tại sao lại như vậy? Bởi vì vị trí có dầm của mình là có moment, có đúng không? Và cái gì để chịu cái moment âm đó chính là cái thép mũ này. Nhớ chưa? Cái thép mũ này này là thép chịu moment, và cụ thể là moment âm. Đây này, cái biểu đồ moment lúc nãy mình vẽ là nó cong cong như thế này, mà moment âm lớn hơn moment dương. Ví dụ một cái dầm đơn giản như thế này thôi, ở hai đầu là ngang và tải trọng phân bố đều, thì moment ở gối này nó khoảng QL bình phương trên 11, còn moment ở giữa này là QL bình phương trên 24 hay sao? Đúng không? Đấy, như vậy là moment âm này lớn hơn moment dương, nên thép ở gối thường lớn hơn thép ở giữa nhịp. Thường lớn hơn thép ở dưới nhịp. Và cũng giống như lúc nãy cô nói rồi là chúng ta không dùng phi 6, chúng ta dùng nhỏ nhất là phi 8 nhé. Phi 8A200 là thép nhỏ nhất. Như vậy là để chịu cái moment âm ở đây này thì là cốt thép mũ này chịu. Cốt âm hay còn gọi là cốt mũ cũng được. Nó giống như cái mũ mà, tại vì nó vẻ hình chữ U, giống như cái mũ. Thì gọi là cốt mũ hoặc là cốt âm thì được. Như vậy là bạn Kiên, bạn đang thể hiện là bạn kéo thẳng cái thép mũ này, kéo một cái từ đầu nhà đến cuối nhà, dọc cũng thế, ngang cũng thế. Và bạn bị sai một cái, đó là bạn làm cái mẫu này cô nó phải một cái không hiểu nó là cái gì. Như vậy nhá, tất cả các dầm của em đều có cái thanh cốt âm này nhá. Thế thì cái thanh này đường kính và khoảng cách, tức là ví dụ như là phi 6A150, những con số này của em của bạn ấy này, phi 6A150 này, cái con số tính ra nó như thế nào, tính như thế nào thì nó tính chịu moment, tính chịu moment M âm, giống như thép ở lớp dưới. Như thép lớp dưới của mình tính xong một cái thì mình giải dọc nhà luôn, hoặc ngang nhà luôn, đúng không, giải quanh cái ô bảng đấy luôn. Còn cái thép này phải có một cái, đó là chiều dài của thanh thép bằng bao nhiêu. Thì chiều dài của cái thanh thép âm đấy không tính, không tính, mà lấy theo nhịp bé của cái ô đó, nhịp bé của ô bảng. Bây giờ mình nhìn nha. Ví dụ cô muốn vẽ thép âm của một ô bất kỳ, là ô hành lang đi. Ô hành lang của mình có thép âm là cái thanh này. Được chưa? Ô đấy có thép âm, ở bên này cũng có thép âm. Ở biên này có thép âm và biên này cũng có thép âm. Cô đang vẽ trong một ô hành lang nhá, các em để ý một ô hành lang. Đây, cô đang vẽ thép này trong một ô hành lang. Phi mấy A bao nhiêu là tính từ moment ra. Bây giờ nói chiều dài của thanh này bằng bao nhiêu. Thì lưu ý cho cô nhá, chiều dài của thanh đó chính là khoảng cách này này. Khoảng cách màu xanh này mà cô đang vẽ này, lấy như thế nào? Lớn hơn hoặc bằng 1/4
cạnh ngắn của ô bằng. Lớn hơn bằng 1 phần 4, khoảng cách này này, lớn hơn hoặc bằng 1 phần 4 cạnh ngắn của ô bằng, L ngắn của ô bằng. Ôi, em lấy theo cái tiêu chuẩn rồi, nó phụ thuộc vào tỷ lệ giữa hoạt tải và tính tải. Nhưng nó phụ thuộc vào khoảng cách là chính. À, có cả khoảng cách nữa. Tức là nhá, khi tính một ô bảng, kể cả chiều dày của ô bảng, nó cũng căn cứ vào hai cái lý do thứ nhất là tải trọng và lý do thứ hai là kích thước. Nhưng cái chốt của nó sẽ là kích thước chứ không phải là tải trọng, bởi vì những cái nhà này tải trọng nó rất bình thường, nó không có gì đặc biệt cả. Còn đối với những cái công trình đặc biệt, nó có những cái tải nó đặc biệt hơn thì mình mới chú ý đến cái chuyện tính tải và hoạt tải đó. Còn với những cái nhà bình thường như thế này thì kích thước là cái quyết định nhiều hơn so với tải trọng. Được chưa? Thế thì cái cạnh ngắn của bảng với cái ô của mình đang xét, một cạnh của nó là 2,5 m và cạnh kia của nó là bao nhiêu nhỉ? 7,5 m đúng không? Thế thì mình phải lấy cạnh ngắn, tức là lấy cái cạnh 2,5 m, 1/4 của 2,5 m thì là bằng bao nhiêu? Khoảng 650 đúng không? Thì em có thể lấy 700, tức là cỡ cỡ khoảng 650, 700 đó tùy các em lấy. Như vậy là cái thép theo phân dọc hay theo phân ngang của cái ô bản này chăng nữa thì vẫn thò cái đầu vào cái ô bản đó với một đoạn bằng nhau. Cụ thể ở trong cái bài này của các em là em lấy bằng 650 chẳng hạn, thì bốn cái đầu thò này này đều là 650 hết. Đấy, bốn cái khoảng cách này đều là 650 hết. Mặc dù cái ô kia nó mình nhìn nó rất dài đúng không? Chiều dài gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi chiều rộng, gấp ba thôi. Nhưng mà lấy theo phương ngắn có nghĩa là các cái đầu thò vào trong cái ô đấy đều bằng nhau và đều lớn hơn hoặc bằng 1/4 của cái cạnh ngắn. Chúng ta lấy con số nào để chúng ta thấy nó dễ cắt hết. Chứ đừng có lấy lẻ quá nhá. Đừng đến mức độ sân siêu nó chính xác quá, các em có thể lấy lớn lên mà. Các ô khác tính tương tự được chưa? Bây giờ cái ô bé xíu ở ngoài này này. Ô này này. Đây là hai ô. Thì 1/4 của cạnh ngắn này nó bé quá đúng không? Nó rất ngắn. Thậm chí cái ô này cũng thế này. 1/4, ví dụ cái này ra 1/4, xong cái này lại ra 1/4 nữa, rất là ngắn. Thì nó có thể kéo dài luôn. Nó nối hai cái thành này với nhau. Đây. Cái thành cốt úp ấy, nó nối từ đây chạy sang đây. Như vậy là cái ô bé bé là ô ban công ấy, thì nó cái thép ở phía trên là hai lớp luôn. Còn để vào trong này nó chỉ kéo 1/4 của cạnh ngắn thôi, cái đoạn ngắn này này nó kéo 1/4 của cạnh ngắn thôi. Tương tự như vậy vẽ cho tất cả các ô nhá. Đây là lý thuyết của cái ô bản sàn mình cần nắm được là như vậy. À, có mặt cắt nào ra chưa nhỉ bạn Kim nhỉ? Chưa, không bị làm. Chưa vẽ mặt cắt à? Tối thiểu bản sàn vẽ cho cô hai mặt cắt. Một mặt cắt ngang và một cắt dọc nhà. Được chưa? Mặt cắt ngang thì nó ngắn. Tất cả các bạn nhé, mặt cắt ngang thì nó ngắn thôi, vẽ được. Nhưng mặt cắt dọc nhà ấy, nó dài quá đúng không? Thì mình không cần thiết thể hiện hết mặt cắt dọc nhà. Em có thể là thể hiện cho cô một mặt cắt nó nằm ở đây này. Ví dụ cắt đây thôi, từ đây đến đâu đấy ở đây thôi. Hoặc là bạn muốn vẽ hành lang thì vẽ từ đây đến cái trục nào đó ở đây thôi cũng được. Được chưa? Nhưng mà cứ một cái mặt cắt ngang và một cái mặt cắt dọc nhà, ít nhất hai mặt cắt mình thấy vẽ thể hiện thép lại được không? Đấy, mình về sửa cái mặt bằng kết cấu, à xin lỗi là bằng cái khách sạn này kỹ vào nhá. Như vậy là kiến thức của cái bản sàn này cũng khá nhiều đúng không? Đấy, khi tính được moment rồi thì dùng cái moment có thể tính theo sơ đồ cấp dẻo hoặc sơ đồ đàn hồi tùy thuộc vào loại sàn của các em. Sau khi có được moment rồi tính thép tương tự nhau, không khác gì nhau cả. Sàn mái hay sàn bình thường cũng thế, bố trí thép giống nhau. Nha, giống nhau là giống cách bố trí chứ không phải là cùng một loại thép là phim mấy a bao nhiêu đâu nhá. Nguyên tắc bố trí thép giống nhau. Thế là xong phần sàn, có bạn nào hỏi thì một chút, một câu hỏi nào đó về phần sàn không hiểu không? Có câu hỏi nào không? Thấy thực tế thi công thì cứ sàn 110, 120 cũng, hay 100 cũng đi hai lớp hết cô ạ. Không, từ 150 trở lên thì mới làm hai lớp khác, còn dưới 150 làm một lớp khác được ạ. Vâng. Trừ những cái chỗ mà ô sản nó quá bé thì em có thể kéo dài ra hai lớp chỗ đấy.
còn lại làm một lớp cho cô. Còn sau đó thì đi ra công trường hoặc là sau này đi làm thật thì chúng ta tính cái loại hai lớp một lớp tính sau. À, cho dù em có bố trí một lớp hai lớp chăng nữa thì nó vẫn phải kiểm tra cái hàm lượng nguy cốt thép của sàn nó nhé. Ví dụ em bố trí dày quá, ô sàn nó mỏng, nhưng em bố trí rất nhiều thép như thế thì sàn nó sẽ bị nứt đấy. Mà sàn bị nứt đấy nó không phải là nó sắp đổ nhà đâu. Đổ nhẹ nứt có hai kiểu, một cái nứt là nó thiếu thép, nó sắp sửa đổ công trình. Còn một cái loại nứt nữa đó là em bố trí nhiều thép quá và nó nứt cái lớp bê tông bảo vệ phía ngoài ra. Thấy chưa? Vâng. Đấy, thì nhiều thép quá tức là vượt quá hàm lượng nguy mắc là cũng không được. Đây là để một chút. Và trong phần này các thầy các cô đang ép em là làm đúng lý thuyết luôn là dưới 150 thì em làm một lớp thép. Trên 150 em làm hai lớp thép. Vâng. Rồi, các bảng sàn khác của các bạn tương tự nhá. Có một nhóm là hình như ba tư sao nhỉ, có cái sàn mái đưa ra thì nhóm ba tư để ý cho cô là cái sàn mái của nhóm ba tư là cho cô một tờ giấy, một cái khoảng giấy trắng đi Kiên ơi, một cái bản vẽ nào đó giấy trắng đi, cô vẽ một chút trên đây. Đấy đúng không ạ? Rồi nào, cái nhóm ba tư cái sàn của các em ví dụ như đây nhá, nhóm ba tư để ý này, cái sàn của em đây trong này có thể chia rất nhiều thứ ở trong này rồi nhá, rồi sẽ giống như là cái nhóm ba ba mà vừa xe thôi. Tuy nhiên nhóm ba tư có thêm một cái dầm, à một cái ô sàn nữa, đó là sàn phần này nó đâu đó khoảng 60 phân sao ấy. Trên mái nhìn thấy mái sẽ thấy cái này là cái xeno thu nước, và ở trên kiến trúc mái của các em là sàn mái ở đây này, có cái dầm nó xuống đây này đó, rồi xeno nằm đâu đấy ở đây. Cái đoạn màu vàng cô vừa vẽ thêm ý là nó nằm như thế này nhá. Thì cái phần từ nét xanh đến nét vàng của cô thì nó chính là cái màu vàng này của các em, là bê tông cốt thép. Được chưa? Thì lúc đó thép của cái phần này em phải vẽ nó lao vào dầm, tức là có những cái thanh lao vào dầm như thế này. Đó, và có thanh ngang như thế này nữa này. Và trong trường hợp này thì cái bảng phía ngoài này của các em đó là bảng công sôn. Nên là cái thép lớp dưới nó không làm việc đâu, chỉ có thép lớp trên thôi, thép úp ở trên ý, thì nó làm việc. Ví dụ ở trong phần này này, cái bảng phóng to ra, cái bảng phóng to ra như này, này thì cái thép chịu lực của cái công sôn đó lại là thép này, thép úp này, chứ còn cái thép ở dưới nó không làm việc. Được chưa? Cái thép này chính là cái thép quan trọng. Nếu mà không có thành màu đỏ của úp bên trên ấy là cả cái đoạn công sôn này rơi đất đấy, rơi luôn xuống đấy. Được chưa? Bởi vì biểu đồ Mô-men của nó như thế này này, có dạng như này này, đúng không? Vâng. Đấy thì phải là công sôn là chỉ có mô men âm thôi, và mô men âm đó phải là thép lớp trên chịu đấy. Và vì cái sàn của mình nó nằm khác cao trình của cái xeno nên là thép của cái xeno nó chỉ cắm vào dầm thôi chứ nó không kết hợp được với thép sàn nhá. Thì nhóm ba tư để ý cho cô cái phần là bạn bạn nào làm phần mái ấy, để ý cho cô phần này nhá, vẽ thêm mái. Em vẽ thép phải cắm vào cái phần dầm luôn được không? Đúng Nhưng rồi, mà thế nếu phải mà khi nào mà em vẽ thể hiện mặt cắt thì nó giống như là cái phần cô đang vẽ ở trên này này đấy, thể hiện mặt cắt này như thế này, còn thể hiện mặt bằng thì giống như cái hình màu vàng cô vẽ ở dưới thôi, nó chỉ là những cái thanh nó cắm ra như thế thôi chứ nó không được kéo dài cái thanh ở trong ra ngoài. Tức là em nhìn trên mặt bằng nhá thì em sẽ thấy ở trong này có thanh nó kéo ra đến đây này nhá, nhưng mà em không được phép kéo cái thanh đỏ đấy ra tận ngoài này bởi vì nó ở hai cao trình khác nhau, hiểu chưa? Và cái dạ vâng. thép lớp trên ấy thì ở trong này cũng có thanh úp như thế này này, thanh này là thanh úp đúng không, chịu mô-men âm đúng không, ở ngoài cũng có cái thanh úp như thế này này, chính là cái thanh mà cô đang vẽ chữ C màu đỏ phía mặt cắt trên ấy, Rồi. nhưng hai chữ C đó không được kết hợp với nhau để tạo thành một chữ C như thế này bởi vì nó khác cao trình nhau, anh hiểu không, Đó. Vâng. nó khác cao trình nhau không được làm như vậy. Đây này, ví dụ nhá, ở trên mặt cắt của cô này cái thanh úp ở trên này có đúng không đấy, nhưng mà nó khác cao trình ở dưới, nó khác mấy chục phân ấy, thì em không thể nào em úp hai thanh với nhau được, em không thể nào kết hợp hai thanh với nhau được. Đấy là cái nhóm ba tư có phần công sôn đấy, để cho cô công sôn. À, bây giờ phần sàn chắc là hết câu hỏi rồi đúng không, nếu mà còn câu hỏi gì đó thì các em sẽ hỏi vào các buổi sau nhá. Thế còn bây giờ quay trở lại phần thang, có ba nhóm và ba đoạn phần thang. Thực ra là làm thang nó làm rất nhanh,
Thế nhưng mà kiến thức của thang nó còn nhiều hơn kiến thức của sàn rất nhiều. Vì sao vậy? Bởi vì thang nó cũng phải tính mấy cái ô bảng, bảng chiếu nghỉ này, bảng nghiêng này. Bảng nghiêng nó tính còn khó hơn là cái bảng ngang và sàn ngang của các em cơ. Đúng không? Thế khối lượng vẽ của bảng thang thì nó ít hơn. Thế nhưng mà cái phần tính của bảng thang ấy thì nhiều kiến thức hơn. Ở chỗ nào? Nó tính bảng giống sàn rồi, nó còn phải tính lên mấy cái dầm nữa cơ. Đó chính là dầm chiếu nghỉ, dầm chiếu tới. Nhưng thông thường dầm chiếu tới nó nằm ở trong dầm khung thì cô không yêu cầu tính mà cô tắt tính dầm chiếu nghỉ. Chủ yếu là tính dầm chiếu nghỉ. Còn nếu mà có đặc biệt hay gì đó thì tính thêm dầm chiếu tới. Đấy. À, trong ba bạn làm thang thì có một vài cái thang nó hơi phủ phẳng một chút, đó là thang ba vế. Thang ba vế tức là em phải tính dầm chữ Z. Em tưởng tượng em đến cái chỗ chiếu nghỉ, ví dụ nhà H1, H2 của mình, H1 thì không phải, H2. H2 mà tính cái thang đấy hơi khó nhỉ. H2 mà cái cầu thang phụ ấy, chứ không phải cầu thang chính giữa nhà H2 đâu nhá. Cái cầu thang chính giữa nhà H2 nó là điểm nhấn của cái khu H2 hình chữ X ấy, thì nó khó đối với em. Nhưng mà ở cái cầu thang phụ mà các em lên xuống ấy thì có phải chiếu nghỉ là cái bậc nằm ngang không, cái bảng nằm ngang không? Cái dầm ở chiếu nghỉ là cái dầm nằm ngang đúng không? Nhưng mà nếu mà tính cái thang ở ngoài thang H1 và thang 3 vế, có đúng H1 3 vế không em nhỉ? Thang 3 vế, cái dầm đấy nó sẽ là cái dầm zig zag, cái dầm dầm zag. Đấy, thế thì trong cái đồ án này cô nhớ là ít nhất là hai bạn phải làm cái thang 3 vế. Đấy, thế thì bây giờ xem lại cho cô, lần lượt xem lại cho cô cái thang của các bạn đang tính nhá. Ví dụ như là bạn làm thang là bạn đầu tiên là bạn Xuân Tài, thang bộ trục 34. Của em là 2 vế ạ. Cảm giác như là phông của bạn Tài đang bị lỗi sang tảnh. Em phải xem bản vẽ kiến trúc, sau đó đến mặt bằng kết cấu của thang, chứ xem mặt bằng kết cấu sàn thì làm sao thấy được. À, thang này thì dễ hơn thang của mấy bạn kia. Thang này thì dễ hơn. Em chỉ có hai vế thôi. Hai vế. À, bây giờ này, cái mặt bằng đầu tiên là phải vẽ mặt bằng kết cấu của thang. Thế thì trong cái phần mặt bằng kết cấu của thang thì em phải vẽ là thứ nhất là có một cái sàn. Sàn này được gọi là sàn chiếu tới, là cái dầm chiếu tới ở đây nhá. Được chưa? Thì dầm chiếu tới này của em nó sẽ gác một đầu lên trên điểm này này. Và một đầu lên trên cái vách thang máy này. Còn nếu thang máy này mà em không làm bằng tường gạch chẳng hạn thì em phải có cái cột ở vị trí này đúng không? Nó sẽ gác lên đầu cột này. Có đúng là đầu này của em sẽ có một cái dầm thang ở đây không em? À, một cái dầm của mình đây không? Nhưng mà bản cấu mình có dầm xanh rồi đúng không? Thế cái dầm thang của đỏ của mình là nó nằm ở trên cao trình cùng với cái dầm xanh này rồi đúng không? Nó nằm... Thì em xe luôn cái cả cái mặt bằng kết cấu. Còn mặt bằng kết cấu của thang nhá, chứ còn mặt bằng kết cấu của hẹp sàn ấy thì nó lại không có cái phần chiếu nghỉ. Không, tạm thời để như này đi. Thì bây giờ nhìn nhá, cái dầm cái thang mặt bằng cái cấu thang của em sẽ có một cái nét màu đỏ, nó chính là cái dầm chiếu tới, dầm chiếu nghỉ nó nằm ở đây, nó khác cao trình với cái dầm đỏ kia đúng không? Đúng, nó nằm ở cao trình lưng chừng của tầng, nó gác lên cái tỉ, nó gác một đầu lên cái thang máy, cái nếu là gác bê tông cốt thép. Còn nếu không phải là bê tông cốt thép thì nó ngác cái đầu đó lên tường gạch. Tường gạch ở đâu? Lấy đâu ra tường gạch ở đây? Tường gạch chính là tường của cái vách thang máy này. Của cái lõi thang máy này đúng không? Mình không làm bê tông cốt thép, nhưng mình đã làm các dầm hoặc là các cái cột ở vị trí cố định đấy rồi. Mình xây tường lên trên những vị trí các dầm đó. Tức là nếu em không làm cái vách này là bê tông cốt thép thì cứ đến sàn tầng thì em lại làm cái dầm ở đấy đúng không? Cái tường nó sẽ xây trên các cái dầm của các cái sàn tầng đấy đúng chưa? Thì chỗ lưng chừng tường tầng ấy thì nó sẽ có tường, và cái dầm đỏ ngắn của cô gọi là dầm chiếu nghỉ, nó sẽ gác một đầu lên cái tường của cái tường gạch của cái thang máy này.
cái đầu kia của nó gác lên cái gì? Gác lên tường của cái khu kia kìa. Đúng chưa? Như vậy giải pháp nhé. Là bây giờ trả lời cho cô là giải pháp của em là cái thang này là bê tông cốt thép hay là gạch? Hay là gì ạ? Nếu thang máy ở đây thì... giải pháp luôn đây để nói cho nhanh. Là em tính là để ở đây là làm bê tông cốt thép cho cái thang máy này luôn. Làm bê tông cốt thép cho thang máy hả? Chắc chưa? Tại vì nó liên quan đến sơ đồ tính nhá. Liên quan đến sơ đồ tính dần của cái dần thang này rồi. Chưa chắc phải giờ lại phải nói hai phương án. Tại vì cô muốn em trả lời chắc chắn hơn là bằng cái gì thì cô chỉ nói một phương án. Còn nếu chưa chắc thì phải nói hai phương án. Cô muốn nói hai phương án cho em đấy. Có hai cái dần màu đỏ rồi nhá. Thế bây giờ đến cái bản sàn. Hai cái bản mà có bậc cầu thang lên ấy chính là hai bản nghiêng đúng không? Đúng rồi ạ. Cái hai bản nghiêng này bây giờ em muốn nó gác lên cái gì? Thì cái giải pháp mà dễ dàng nhất cho em nếu em làm vách là bê tông cốt thép thì đó là em làm sàn này chịu lực một phương, đó là phương gạch giả. Lưu ý này, lúc nãy cô trò nói với nhau là cái cạnh nó tỷ lệ có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn chuyển lực theo phương gạch ngắn đúng không? Lúc nãy nói như thế trong bản sàn đúng không? Còn nhớ không? Cấm được ngắt cái câu của cô ra làm hai cái nửa khác nhau nhá. Nếu như ở trong bản sàn là em được kê bốn bên này này, cả bốn bên này được kê này, mà tỷ lệ nó gấp hai lần nhau thì em mới tính là làm được một phương theo phương ngắn. Hiểu chưa? Lần còn nếu như trong cái bản thang hoặc là cái cây cầu của em chẳng hạn, bắc qua sông chẳng hạn, thì em chỉ làm được trụ cầu, mố cầu ở hai bên này thôi. Đúng không? Như vậy nó làm việc theo phương cạnh dài chứ không cạnh ngắn nữa, làm việc theo phương mà nó gác ấy, bởi vì phương kia nó không được gác cái gì cả. Đúng chưa? Vậy thì với bản thang của em này, em nhìn này, cái bản thang của em là cái bản mà cô đang vẽ là màu xanh chẳng hạn nhé, bản màu xanh này, bản này đúng không? Bản này là bản nghiêng. Bây giờ cái vách thang máy nếu bằng bê tông cốt thép thì người ta thi công rồi, cả chính bạn để ý cho cô này, sau này đi làm thế này, cái vách này nếu bằng bê tông cốt thép thì người ta thi công trước rồi. Thế nếu như mà em làm thang này mà tê theo phương cạnh ngắn hoặc tê cả hai bên ấy, có nghĩa là gì? Thép của em theo phương ngắn nó phải gài vào bản bê tông. Phương này này, nó phải gài vào bản bê tông. Có đúng không? Tại vì em tính được cả phương cạnh ngắn và phương cạnh dài mà, có nghĩa là thép này phải gài vào bản bê tông. Và ở bên biên dài này của bản cũng phải có một cái dầm thang nghiêng. Cả lớp, cả nhóm, ba nhóm có nhìn được cái điện thoại của cô không? Bản nghiêng nó đang đi như thế này này. Đây nhá, bản nghiêng nó đang đi như này đúng không? Thế nếu như mà muốn chịu lực theo phương cạnh ngắn và cạnh ngang này, thì em phải, bên này em phải được giữ và bên kia của bản em cũng phải giữ đúng không? Mà bên này của em là bằng tiếp xúc với một cái vách ở thang máy rồi. Vách thang máy này thi công trước mất rồi, đúng không? Bên này em phải làm cho nó một cái dầm, có đúng không? Bên này phải làm cho nó một cái dầm nữa, cái dầm nghiêng. Bản này của cô nghiêng mà, thì cái dầm này phải là dầm nghiêng. Cái vách bê tông này phải tạo cho nó một cái đường nghiêng để mà nó găm cái thép theo cái phương ngắn này vào, có đúng không? Thế thì cái vách bê tông nó thi công trước thì giải pháp của mình là gì? Là người ta để trừ ra cái lỗ, cái khe hở để mà để các phương nghiêng đúng cạnh nghiêng của bản này nhé. Người ta trừ ra, trừ cái lỗ ra bằng cách nào? Thì lúc mà người ta ghép cái khuôn của vách thang máy ấy, người ta đã phải tính trước cái góc nghiêng, người ta đặt xốp vào trong đấy. Xốp vào cái vách thang máy nó đứng như này này, thì người ta đặt xốp vào trong cái vách thang máy, đặt xốp vào đây này. Nhá. Theo đúng cái góc nghiêng của thang như vậy tính là rất là khó rồi đúng không? Tại vì các em vẽ trên giấy thì các em tưởng tượng dễ, nhưng mà ngoài công trường thì công khó. Khi tính cái góc nghiêng của bản thang này rồi đặt xốp trên bản đó, rồi người ta ghép bắn khuôn vào cái mặt bê tông của cái vách đó, đổ bê tông xong tháo bắn khuôn ra, người ta bậy cái xốp ra thì nó tạo ra cái khe hở đúng không? Và người ta găm cái thép của bản thang cái khe hở đó. Như vậy là liên kết theo phương cạnh ngắn là rất là khó, đúng không nào? Thế thì trong cái giải pháp mà của bạn này này, thì người ta không nên, nếu như vách này là bê tông cốt thép nhé, thì không nên liên kết theo phương cạnh ngắn, mà làm ô bản chịu lực một phương thôi. Ví dụ bản nghiêng của em đang như thế này, thì em làm chịu lực một phương thôi, đó chính là cái thép dài này chịu lực này. Cạnh ngắn là thép theo cấu tạo, còn cạnh dài này là phương chịu lực. Như vậy em tính bản không phải giống như bản sàn lúc nãy là mình tính xung quanh này là có moment hết, không tính như thế nữa, mà chỉ tính một cái dầm có nhịp bằng cái độ dài từ hai cái dầm đó của thang với nhau.
hai cái dần đó nhìn thấy hình cô vẽ đấy trên mặt bản vẽ của các em ấy là thép chịu lực theo phương cạnh dài, và cái dần đó là dần nghiêng, được chưa? Cái bảng nghiêng đang xét cái bảng nghiêng ấy đấy, tức là tính 1 mét dài của ô bản này theo phương nghiêng phương chéo. Thế vậy là lấy 1 mét ra có tính được là tải phân bố trên 1 mét đấy bằng bao nhiêu cân trên cái dần nghiêng không? Được. Sơ đồ bảng này tính sơ đồ khớp, bảng tính sơ đồ khớp. Tại sao tính sơ đồ khớp mà không phải tính sơ đồ ngang, trong khi mà bê tông của bản với cả bê tông của cái dầm cú nghỉ chữ tới, bê tông lao vào bê tông thì nó coi là mức cứng đúng không, là ngang đúng không, nhưng tại sao cô lại nói tính cái này theo bản thôi? Khớp sao? Vì cái bề dày với cái bề dầm nó bé, thanh nhạc bé. Không phải, bởi vì tính theo hai gối này là khớp này thì cái moment dương ở giữa nó lớn, nó an toàn cho kết cấu hơn. Thế còn lúc mình bố trí cấu tạo ấy thì rõ ràng hai đầu là khớp thì không có moment, đúng không? Nhưng mà mình vẫn cho cái thép âm ở vị trí này là thép cấu tạo, bởi vì thực ra nó đâu phải là khớp hoàn toàn, nó vẫn là được giữ bởi cái dầm ấy chứ. Nhưng cái độ dày của cái bảng với cả, bạn nào vừa nói đúng ấy, độ dày của bảng với cả độ cái đơn trị độ cứng của cái dầm kia ấy nó rất khác nhau, vì vậy người ta có thể coi nó là khớp đấy, thì người ta vẫn bố trí thép cấu tạo ở trên cái gối đấy. Đấy chưa? Và mình tính theo sơ đồ hai đầu là khớp này thì nó lợi cho cái moment này cũng nhỉ. Như vậy là thống nhất với nhau là mình tính theo sơ đồ là ô bản chịu lực một phương nhá. Ở trong bài này thì bạn Mạnh Tài nhé, Tài để ý cho cô là cái em phải tính này, một bản nghiêng này với sơ đồ cô vừa nói này. Sơ đồ cô vừa nói là một cái bản nghiêng như thế này, khớp ở đây, khớp ở đây, chịu cái lực phân bố ở đây do tĩnh tải và hoạt tải gây ra. Và nhớ cho cô là tĩnh tải thì là theo phương này rồi, nhưng hoạt tải mà bao nhiêu cân trên 1 mét dài của thang ấy thì nó là mất bao nhiêu thang ấy thì nó là theo phương đứng nhá. Và phải quy đổi hai cái, một cái đứng một cái ngang để cộng đối với nhau ấy thì phải nhân chia sin cốt của con thang này nhá. Nhớ chưa Tài? Rồi ạ. Đấy, thì cuối cùng cộng hai cái gồm tĩnh tải và hoạt tải thì nó mới ra giá trị này là quy chẳng hạn. Đó. Và nhịp của nó bây giờ không phải là nhịp ngang giống em đang nhìn thấy trên kiến trúc nữa, mà em phải tính là nhịp nó là đường chéo này. Được chưa? Chấm hỏi thì cô cho em hỏi. Tính thứ nhất là một bản nghiêng này, tính thứ hai là cái dầm chiếu nghỉ này, tính thứ ba là tính cái dầm cái bản chiếu nghỉ này, tính ba bộ phận của cô trong bản thang. Thứ nhất bản nghiêng với sơ đồ vừa nói này, thứ hai bản chiếu nghỉ. Bản chiếu nghỉ thì thôi bây giờ em tạm thời chúng ta bản chiếu nghỉ của em ấy nó là hình này. Bản chiếu nghỉ của em có phải là cái hình như này không em, đúng không? Em hỏi cô này. Ừ. Thì về bản chiếu nghỉ của em này, này thì em tính cho cô là theo chịu lực theo phương cạnh này là chính ý. Vì nó có một cái dầm ở đây đúng không? Nó có một cái dầm, một cái tường ở đây nữa đúng không? Thì nó gác theo phương này đi. Còn đây nó cũng có tường mà, nó gác theo phương này đi. Được chưa? Vâng. Đấy, thì thôi cứ tạm thời tính một cái là theo phương này. Nó cái thép này rõ ràng nó lớn hơn cái thép độ chống ngắn này rồi, tại vì nhịp nó lớn hơn mà. Rồi em lấy cái đấy em bố trí dọc hết cả cái bảng đó. Phương kia là thép cấu tạo. Yeah. Như vậy là tính hai bảng xong nhá. Tính cái dầm chiếu nghỉ. Tính cái dầm chiếu nghỉ là cái dầm này, đúng không? Tính cái dầm này trong đồ án của em thì dễ rồi.
dễ rồi, nhưng mà như thế này, nhớ nhớ cho cô là ngay cả lúc mà đi làm tốt nghiệp nhé, chứ không phải cái tập này đâu, đó là các thầy và cô quan tâm đến cái sơ đồ tính của các em và các loại tải trọng tác dụng vào đấy, chứ còn con số nó bằng bao nhiêu thì các thầy không kiểm soát nổi. Ví dụ cô đọc của các em chiều nay, cô đọc mấy cái bản các em gửi nhé, thì cô chỉ đọc một cái ý tưởng, sau đó một vài con số nó khớp với nhau hay không, chứ cô có bấm lại máy tính xem là công thức này nó ra bằng này có đúng không, nó cô không bấm được, muốn bấm lắm nhưng không đủ thời gian để mà bấm những cái việc như thế. Thế bây giờ nói gì đến đồ án tốt nghiệp nó cả mấy trăm trang không thể nào đọc hết được. Thế thì bây giờ nói này, cái sơ đồ của cái dầm này em đang làm là thế nào, thì nó có cách phương án thứ nhất, tại sao nãy cô cứ hỏi cái vách của em bê tông hay gạch. Nào, nếu như là cái vách là gạch nhá, thì cái chuyện mà em làm thép chịu lực theo phương cạnh ngắn của ô bản nghiêng ấy lại dễ, bởi vì nó xây gạch đến đâu nó đổ bê tông bản đến đó, đúng không? Đấy, thì nó dễ hơn. Nhưng bây giờ nói về cái dầm màu xanh của cô, dầm chống nghỉ, một đầu thì nó gác lên tường gạch, đầu này gác lên tường gạch chắc chắn nó là khớp, đúng không? Đầu kia nó gác lên vách bê tông cốt thép. Nếu mà lúc nãy mình khoét các cái lỗ nghiêng của vách bê tông cốt thép thì găm thép vào đấy nó là ngàm, bởi vì bê tông là một bê tông. Được chưa? Chịu lực gì ở đây? Nào theo các em thì chịu lực gì? Chịu lực đây đến đây này. Chịu lực phần này này. Là do một nửa bảng truyền vào. Bên kia cũng là do nửa bảng thang truyền vào. Trong đồ án mà cô thấy cứ vẽ như thế này, ghi giá trị vào đây là cô à đúng rồi. Còn giá trị bằng bao nhiêu thì nó cho cái khoảng khoảng thôi, thì cô không biết chính xác con số. Chịu một cái lực nữa. À, hai cái hình chữ nhật mà lực cô viết này này thì nó hở bằng bao nhiêu? Tại sao tồn tại khe hở này? Khe hở này chính là khe hở giữa hai cái vế thang ấy. Thường của các bạn lấy khoảng 200 ấy. Đúng không? Chịu một cái lực nữa đó là lực phân bố đều, và đúng lên phân bố đều. Của cái gì vậy? tải trọng bản thân. Không phải. Được rồi, trẻ tải trọng bản thân. Được. Tải bản thân cộng với gì? Cộng với cái sàn chiếu nghỉ. Một nửa thôi. Đấy là vâng. Một nửa sàn chiếu nghỉ thôi, nhớ chưa? Đây này, sàn chiếu nghỉ đây mình chia đôi ra, nửa này nó chuyển về đây thôi. Còn nửa kia nó chuyển vào cái dầm bên phía bên phải của nó. Đúng không? Và thôi gần đúng thì các em đừng có lấy cái khe hở 200 này nữa, gần đúng thì lấy hai giá trị cộng với nhau thôi nhá, gần đúng lấy hai giá trị này cộng với nhau, khe hở này bé xíu mà mình cộng với nhau thì có tải thì càng an toàn hơn, đúng không? Được chưa? Sơ đồ thứ hai, thay vì lúc nãy mình làm vách bê tông cốt thép, bây giờ mình không làm bê tông cốt thép mà mình lại xây tường gạch, thế thì cái dầm bê tông mà gác lên tường gạch thì không thể nào khớp, không thể nào làm được, mà nó phải là khớp, bên này cũng là khớp và tải trọng tương tự, thì thôi đừng xây bê tông cốt thép để làm hai đầu khớp có vẻ nó dễ hơn, đúng không? Quy là bình phương nhân 8 là lớn nhất ở dưới thì, còn nếu mà một đầu ngàm một đầu khớp thì lại phải nhẩm nhẩm một tí, tính một tí thì ra moment lớn nhất được, đúng không? Tính theo sơ đồ nào thì cấu tạo cốt thép đúng theo sơ đồ đó. Ví dụ em tính là sơ đồ ngàm thì chắc chắn chỗ đấy nó có moment, nó giữ cái bản không cho bản quay, mà có nghĩa là nó phát sinh moment, và phát sinh moment thì phải có thép chịu cái moment đó, có nghĩa là phải đặt thép vào đó để nó đúng sơ đồ là ngàm. Khi em mà tính là khớp thì moment ở đấy bằng không, có nghĩa là em không cần thiết phải đặt thép chịu moment âm ở vị trí đó. Tuy nhiên em tính mặc dù là khớp thật nhưng có thể em vẫn đặt vào đấy một cái thép chịu moment âm, vì lý do gì? Vì lý do gì nhỉ? Đây nhá, một cái bảng nhá, nó được găm vào một cái là sàn ở trên và sàn ở dưới. Ví dụ sàn nó đặt ở đây, sàn dưới đặt đây, sàn trên đặt đây, à xin lỗi, tường tường trên tường dưới. Bảng mà đặt vào tường thì coi như là khớp đúng không? Nhưng chỗ này lúc mà cấu tạo ra thì mình vẫn đặt cho nó một cái thép chịu moment âm ở vị trí này, với lý do là có tường trên, nếu không có tường trên thì đúng là khớp thật, nhưng nó có tường trên có nghĩa là nó vẫn hạn chế cái bảng mà mình xoay, đúng không? Bảng này không xoay dễ dàng đâu, nếu không có tường trên thì cái bảng xoay rất dễ và moment bằng không, nhưng có cái tường trên nên là nó đè cái bảng xuống, có nghĩa là cái bảng này nó bị hạn chế xoay hơn, như vậy nó vẫn có moment, tuy rằng moment nó rất là bé,
thì người ta vẫn đặt thêm cho nó cái thép chịu moment âm gì đó. Đấy, nên sau này mà đi làm hoặc là đọc bản vẽ thì thắc mắc là tại sao tính thế mà nó đặt thế thì để ý cho cô. Được chưa? Thế vậy lý thuyết nó chỉ có chừng ấy thứ thôi, nhưng vấn đề là bây giờ em bắt tay và em làm và nó sai chỗ nào thì cô sẽ sửa trực tiếp trên chỗ đấy thì nó dễ hiểu hơn. Còn thắc mắc gì nữa không hả Tạ Tàng, Xuân Tàng? À không ạ, nếu mà có gì thì nếu mà có gì không hiểu và thắc mắc gì em nhắn lên Zalo được không ạ? Được. Nhưng mà em phải có cái mặt bằng kết cấu ra nhá. Trên mặt bằng kết cấu đấy, ví dụ trên mặt bằng kết cấu đó thì cái bản nghiêng này này, rồi không được vẽ bậc thang, nó là bản trắng thôi. Được chưa? Rồi có cái dầm, cái em ghi kích thước tiết diện của dầm vào. Ví dụ cái dầm này cũng chọn tương tự là 1/8 chiều cao ấy, 1/8 với 1/12 của nhịp. Ví dụ như là vậy. Em chọn và em đặt vào rồi em tính từng bộ phận một ở trên cái kết cấu đó. Thế còn nếu mà để cô kiểm soát thì cô chỉ đọc cái sơ đồ tính là một, đọc các cái tải trọng mà em liệt kê ra là hai, chứ còn con số đấy em bấm máy tính ra bằng bao nhiêu thì cô không đọc nổi đâu, không đọc, không có thời gian đọc hết tất cả những con số đấy của các em, thấy chưa? Thế còn sau này đến đồ án tốt nghiệp hoặc sau này đến lúc đi làm thật thì các em phải tự chịu trách nhiệm với con số của các em, nếu mà nó không đúng thì hoặc là tăng tiền hoặc là sập nhà, các em đều phải chịu trách nhiệm với cái chuyện đấy. Đấy, thế còn cô sẽ kiểm soát là tính các bộ phận như thế với sơ đồ tính như thế có hợp lý hay không, với tải trọng như thế có hợp lý hay không, được chưa? Rồi nha, rồi bản bài xong là hai thang còn lại là của nhóm 4-6 và nhóm 3-3 đúng không? Vâng ạ. 3-3 là từ xe cô cái thang là bằng bằng thang gì? 3-3 rồi. Chưa 3-3 là bằng bằng thang hình quân à? Em xem đâu nha. Hùng quân thang bộ trục 4-5. Đây cô, này xoay zoom to cái thang này. Của cái tầng trung gian ấy, đừng lấy tầng 1. Tầng 1 thì sao nó khác, nó đặc biệt của một tầng thôi. Đây rồi. Thế nhiều không? Rồi. Có thể zoom to lên được nữa đấy. Để vẽ nhìn cho nó dễ. Được rồi. À, thang bộ này gồm có mấy vế? Ba vế. Đầu tiên ở cái sàn chiếu tới của em thì em có một cái dầm thang gọi là dầm chiếu tới, dầm chiếu tới, thang của dầm chiếu tới nằm đây. Sao cô không vẽ được mình? Mẹ. Cái bút viết của cô ở trên màn hình không hoạt động được. Chờ cô một chút nhé.
nét vẽ của nó không không ổn lắm, nét vẽ nó không teo và nó vẽ còn chuột, nó không lên được. Rồi chúng ta quay trở lại trang nhé. Em làm cho cô một cái dầm ở vị trí này, đó là dầm chiếu tới, được gác một đầu lên bảng, vạ một đầu lên dầm và một đầu này lên tường, đúng không? Và Bài này là của Quân đúng không? đúng Đầu này tại sao lại lên, đầu này là ngàm, tại sao lại là ngàm ở đây? Bởi vì lý do là nó gác ở đây, em nhìn thấy nó là cái tường bê tông cốt thép, à chỗ cái tường gạch đúng không? Nhưng thực tế ở vị trí sàn này thì cái tường này nó có cái dầm, có đúng không, là một cái dầm khúc ngang là qua cái vị trí nối hai cột không, không? là cái dầm đỏ của cô là dầm thang này nằm đúng cùng với cao trình của sàn không, có nghĩa là nó gác đầu này lên cái vị trí này là dầm đúng không, thì cái sơ đồ tính của nó đầu này là ngang, còn đầu này là nó gác lên cái chỗ này không có cột. Và em có làm dầm cho vị trí này không? Nếu em có làm dầm theo ở vị trí này chắc là có, tại vì cô nhớ là trong bản thiết tấu của em là có cái dầm này đúng không, là bạn Quân. Bà như thế Thế thì rõ ràng cái đầu này của em cũng là ngàm, như vậy cái dầm này được gọi là dầm chiếu tới, thì có sơ đồ tính của dầm chiếu tới là hai đầu ngàm đúng không, tải trọng tác dụng lên cái dầm này là gì, tải trọng tác dụng lên dầm này có cái gì, nó phụ thuộc vào cái bảng thang của em là tính chịu lực như thế nào. Cái bảng thang của em bảng nghiêng ấy, bảng nghiêng của em kê một đầu lên ngàm ở đây nhá, đầu là lên dầm ở đây nhá, còn một đầu nữa nó kê lên cái gì, tức là em ý cũng muốn hỏi là em định cho cái bảng thang này là kê làm việc theo phương này này, tức là cái thanh này là chính này hay là thanh này là chính này đấy. Như vậy thì cô thì cũng nghĩ rằng là em nên làm cái dầm này, cái dầm này một đoạn này, đoạn này nghiêng này và đoạn này là ngang này. Cái dầm màu xanh của cô này nhá, cái dầm này. Thì sơ đồ là bằng ngang này, nghiêng này và bằng ngang này, được chưa? Và cái đầu này này là đầu này này là nó lao vào cái cột, vì vậy nó luôn luôn là ngang, còn đầu này này nó là khớp. Vì sao là khớp? Bởi vì nó kê lên tường. Cái vị trí lưng chừng của cái bậc thang ấy thì nó là tường, còn vị trí cùng với sàn thì nó mới là cái con dầm. Thấy chưa? Thì cái phần này này, nút này là ngàm này. Còn cái nút này này là khớp này. Và dầm này cô gọi là dầm chiếu nghỉ. Dầm chiếu nghỉ của bạn khác thì nó là đoạn ngang, nhưng dầm chiếu nghỉ của em vì có mấy cái bậc giữa kìa, bốn ba bốn bậc giữa kìa, thì cái Đúng bậc rồi. nghiêng, hiểu cái phần này không, phần này không, cái dầm màu xanh của em là như vậy nhá. Còn cái dầm chiếu tới thì lúc nãy em nói rồi nhá, dầm chiếu tới của em là cái dầm màu đỏ ấy, thì sơ đồ tính của nó là cái dầm nằm ngang, đầu này là ngàm và đầu kia là ngàm, hình dung được hai cái này chưa, xong nhá, xong được hai cái dầm rồi đúng không, xong hai cái dầm này thì giải pháp là ngon lành rồi. Đó là gì? Cái thang của em, cái bảng thang của em ấy, cái bảng mà có các bậc thang ấy, thì có thể là em cho làm việc theo một phương thôi, là kê lên cái dầm đỏ và dầm xanh. Anh nhìn thấy không? Cái bảng này này là kê một phương, rồi kê lên dầm đỏ dầm ngang, có nghĩa là cái bảng của nó đi nghiêng lên như này này, kê một cái đoạn lên đây và một cái lên đây. Bảng nghiêng ở bên trái từ bậc 14 đến 21 và từ bậc 1 đến 8 đều tính sơ đồ là bản nghiêng có hai đầu là khớp, giống như bài lúc nãy của bạn Tài, được chưa? Gỗ Và định tôi một gỗ sao cơ, một đầu là một gỗ cố định với một gỗ là một gỗ một đầu thì kê lên cái dầm đỏ này, một đầu thì kê lên cái dầm xanh, và cô đã nói rồi là cái bảng mà kê lên hai cái đầu là dầm đấy, thì thông thường em tính với sơ đồ là khớp thôi chứ đừng tính sơ đồ là ngàm, để làm gì, để cho mu men ở giữa nhịp nó lớn, em nên tính sơ đồ là khớp thôi.
Đấy, thế thì cái thép chịu lực của em sẽ là thép theo phương cạnh dài chịu lực chính. Cái này cạnh chịu chính này, cái này chịu chính này. Còn thép theo phương cạnh ngắn thì không chịu lực, chỉ là thép cấu tạo thôi. Và đúng thật, em nhìn thấy nhá, ở cái phần sát với trục chính của em ấy, cái phần này này, cái phần mà cô vừa phân vàng nhìn thấy chưa, thì ô bản của em đâu có sát vào trong tường, đâu găm vào tường nó hở ấy, nhìn thấy không, nhìn thấy 3 mét không đấy. Vì vậy cái bản thép của em chỉ kê cái bản nghiêng chỉ kê lên 2 dần là dần xanh và dần đỏ thôi, còn thép theo phương còn lại, thép xanh nhạt nhạt theo phương còn lại ấy là thép cấu tạo. Thép này là thép cấu tạo, nó không vài vào dầm, không vài vào tường gì cả. Còn hai cái nét mà em nhìn thấy rất gần nhau ở đây này, hai cái nét này này rất gần nhau, nhìn thấy không, thì nó chính là trong kiến trúc em đang vẽ đó là ban công, là cái lan can. Còn trong kết cấu chỉ được vẽ một nét thôi, kết cấu chỉ được vẽ một nét ở đấy thôi. Bạn Quân có hiểu không nhỉ? Không hiểu lắm hả? Em đã vẽ thử cái mặt bằng kết cấu ra chưa? Hình như lúc nãy cô thấy em lướt qua một chút ở trên PDF và trên test thì đấy là có một cái phần vẽ thang nha, lướt lại cho cô phần thang đó. Đây em nhìn đây này, rồi dừng lại, dừng lại, dừng lại, đẩy lên một tí, đẩy lên một chút. Đây cái hình mà các hai hai này của em này, thì em vẽ đang vẽ muốn vẽ cho minh họa cho cái bản đúng không? Cái bản lúc mà vẽ nghiêng ấy, và nó cũng chính là hình của cái dầm thang luôn, cái dầm 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 là vị trí này nhá, cái dầm đấy là dầm chứng nghỉ, thì cái sơ đồ của dầm chứng nghỉ đúng như cái hình em đang vẽ. Và tính ở đây là kê lên cái cột này, tính làm tính ở đây kê lên cái tường thì khớp, được chưa, là dầm chứng nghỉ. Bản chứng nghỉ thì tôi tính nó sau nó bé hơn mấy cái kia, thì tôi đặt thép giống mấy cái kia cũng được, không cần yêu cầu là tính bản chứng nghỉ. Cái phần thép ở đây em đặt thép ở đây giống như thép mà em tính ra cho hai cái bản thang này, được chưa, phần này em không cần tính thép nữa, nhiều việc quá thì cô cắt cái phần này đi, tính thứ tự thôi. Như vậy em phải tính cho cô, thứ nhất là cái dầm chiếu nghỉ, thứ hai dầm chiếu tới, với hai cái sơ đồ mà cô vừa vẽ lúc nãy cho em, một trong hai sơ đồ đây là dầm chiếu nghỉ, còn dầm chiếu tới là cái sơ đồ chúng ta vẽ lúc nãy là gì nhỉ, một bên này là ngàn và bên kia ngàn hay là gì nhỉ, ngàn đúng không, như kia là cái gì cô quên mất rồi, thì như là đây là dầm chiếu tới hai cái dầm nhá. Và tính cho cô một cái bản thang, và bản thang đó chính là cái bản nghiêng, bản nghiêng đó là cái bản như thế này, khớp khớp được chưa, khớp khớp mà chiều dài của cái nhịp nghiêng này là chính là chiều dài của cái bản phần này. Đây này, cái đoạn này của em là xong chiếu nghiêng lên nhịp L nhá, thì bằng 2.000 2.400 em, hai nghìn tư chia cho sin hay là cos thì đấy của góc alpha, thì ra cái nghiêng đúng không. Đây này, nhịp nhịp nó là cái khoảng này em này, đây nhịp đây, còn 2.000 tư của em ở đây, đây này được chưa. Cô Đấy, trên cơ sở là cô yêu cầu em tính ba cho cô ba cái thứ này rồi em bố trí thép lên nhá, và trên cơ sở là như thế này thì em cứ làm đi, xong đó rồi em gửi lại cho cô phần thang đấy để cô xem, để chỉnh trên cơ sở mà em đã vẽ, chứ nếu mà em chưa làm chưa vẽ gì cả thì cô đúng là cô không thể chỉnh ra em được trong phần đấy. Còn bây giờ thì cô yêu cầu em tối thiểu tính cho cô được 3 bộ phận như thế này. em có làm thuyết minh rồi, nhưng mà ý là làm, nhưng mà chờ cái chế độ tính này khác. Em cứ làm ra thuyết minh đi, và cái mà cô kiểm soát của em là em phải vẽ cho cô sơ đồ tính, được chưa. Trong thuyết minh em có thể tính tràn cung mây các kiểu số, nhưng cô sẽ nhìn vào sơ đồ tính của em và các con số em ghi trên sơ đồ tính đó. Và những con số ghi trên sơ đồ tính này, ví dụ với sơ đồ này cái tải trọng này của em bằng 500 chẳng hạn, thì cô phải đọc được cái 500 này trên cái phần lý thuyết của em trình bày mấy trang đó, được chưa.
Cách đọc là như vậy nhá, thì em cứ điều chỉnh đi, xong đó rồi thầy gửi lại cho cô để cô xem phần này trong mai kia gì đó, xong rồi chỉnh lại một lần nữa để gửi lên trên CMS. Thực ra gửi trên CMS ấy, thì là bộ môn kiểm soát khối lượng, chứ bộ môn không đọc của từng sinh viên người khác hướng dẫn. Đọc đấy để đến cuối kỳ khi nào các em nộp đồ án thì đọc sau. Còn người đọc là cô đọc nha. Trong quá trình hướng dẫn này người đọc sẽ là cô đọc, vì vậy em có thể gửi Zalo để cô chỉnh bài trước rồi em gửi lên CMS sau, nhưng mà nhớ đúng hạn CMS đấy. À, thang của bạn thứ 3 là bạn nhóm 46, bạn này là bác sĩ. Sĩ xem cho cô thang 4 xem giống của bạn nào, chắc là giống của bạn Quân này đúng không? À, thấy chưa? Cô thấy chưa? Rồi, cô nhìn thấy rồi. Vâng. Tương tự như thang của bạn lấy thôi. Vâng. Thang của bạn Quân vừa rồi. Vâng. Em cũng tính cho cô hai cái dầm. Cái dầm này là dầm chiếu tới với sơ đồ là hai đầu ngàm. Bởi vì ở chỗ này em nhìn thấy cô đang vẽ là kê trên hai bức tường đúng không? Nhưng thực tế thì nó không phải kê lên hai bức tường mà nó kê lên hai cái dầm của khung ngang. Vì vậy sơ đồ vật tính của cái dầm này đó là hai đầu ngàm. Đúng không? Chịu tải trọng gì? Chịu tải trọng của nửa cái bản này chia về đây. Nửa cái bản này chia về đây. Và của một nửa chiếu tới này chia về cho cái dầm đấy chịu. Được chưa? Phần này hiểu chưa bạn? À, rồi ạ. Tính cái thứ hai là như vậy nhá. Cái thứ nhất là mình tính cái dầm này với sơ đồ ngàm, hai đầu ngàm. Tính thứ hai là tính cái dầm này. Dầm này tính với sơ đồ là hai đầu khớp. Tại sao hai đầu khớp? Bởi vì cái dầm này nó ở lưng chừng tầng mà, thì nó vẫn kê lên tường. Giữa hai cái sàn là có bức tường đúng không em? Dạ vâng ạ. Thế thì cái dầm đầu của cái dầm màu đỏ của cô ở chứng nghỉ, dầm chứng nghỉ này, thì nó kê lên một đầu này là tường và đầu kia cũng là tường. Vì vậy sơ đồ tính của nó hai đầu này sẽ là hai đầu khớp. Khớp nhá. Dạ. Trọng tác cộng với nó gần đúng, em có thể lấy là nửa của cái bản nghiêng bên này trở về, nó giống như là dầm chiếu tới chịu đúng không? Dạ. Dầm tới chịu một nửa, còn lại một nửa cho dầm chiếu nghỉ mà. Còn nửa kia thì gần đúng cho em lấy là cứ một nửa bên này, một nửa bên này. Chuyển chữ nét. Cái dầm chiếu nghỉ của em là có hình dạng này ngang, nghiêng, rồi lại ngang, và sơ đồ tính là khớp. Được chưa? Dạ. Đấy, tải trọng cô vừa vẽ cho em đấy. Ở cái đoạn là có, là do một nửa của cái bản nghiêng chính ấy. Được chưa? Còn cái bản giữa này là do cái bản nghiêng chỉ một phần thôi nhé, là cái bản nghiêng, bản nghiêng mà có năm bậc của em ấy đúng không? Đây là cái phần này này, cái phần xanh xanh của cô tô này, phần này nó chuyển cho cái dầm cái đoạn nghiêng nghiêng đó đúng không? Đây, cái đoạn là xanh này nó chuyển cho cái phần này chịu này, được chưa? Hai cái ô trắng của chú nghỉ là ô cô đánh chữ x này, thì nó sẽ truyền cho ở đây thêm một ít này và ở đây thêm một ít này, được chưa? Với sơ đồ như này mà không tính được bằng tay ấy, cho vào sát cho em tát một tính chấp nhận được nhá. Cả hai bạn, bạn và bạn sĩ, nếu không tính được cái dầm chữ Z này, về nguyên tắc là phải tính được, nó dầm đơn giản chứ gì đâu, nhưng nếu không biết tính thì cho vào etap, cho vào sát cho tính được, chấp nhận được, và lấy moment lớn nhất mà tính thang. Sau đó tính cho cô bộ phận thứ ba là cái bản nghiêng, là bản này. Bài này giống bài của bạn Quân nhé, Quân cũng để ý cho cô nhé. Tính bản thứ ba là cái bản này, và bản đấy với sơ đồ tính là một cái dầm nghiêng, đây là khớp và đây cũng là khớp, chịu tải trọng của nửa bản. Tải này là gồm có tĩnh này cộng với hoạt tải này, nhưng của 1 phần 2 bản. Được chưa? Tính tải cộng hoạt tải của 1 phần 2 bản thôi.
Còn 1 phần 2 bản nữa nó đi đâu? À xin lỗi, à, không phải 1 phần 2 bản, cô nhầm. Phần này là chịu tính tải và hoạt tải của 1 mét. 1 mét. Cho 1 mét của tầng 1 của bạn. Tức là cắt 1 mét bản mà theo phương dài ấy để tính. Bởi vì mình chỉ liên kết hai đầu nhưng mình không liên kết ở hai bên. Nha, không liên kết ở hai bên. Vì vậy khi mà các em vẽ thép lên bản này thì cũng không vẽ thép gài vào tường. Chỉ vẽ thép đến mét của tường thôi. Không gài vào tường. Bởi vì mình không tính tường với chị mà, không tính nó kê vào tường. Nhớ chưa? Có nghĩa là phá cái tường ấy đi chả ảnh hưởng gì đến bản thang của mình, bởi vì nó có chịu lực ấy đâu. Khoét một cái lỗ cửa sổ rất to vào đấy. Đừng có khoét tường cái chỗ gầm chiếu nghỉ. Thế còn cái chỗ mà bạn nghiêng khoét tường không vấn đề gì. Tính cho cô ba bộ phận đấy nhá. Gầm chiếu tới, gầm chiếu nghỉ và cái bản ngang. Rồi lấy cái thép của cái bản bản nghiêng ấy. Lấy thép của bản nghiêng đó bố trí cho cái bản thiết sắp kìa. Như vậy là ba bạn làm thang nhá. Thì khẩn trương làm đi, xong gửi lại bài cho cô trước khi nộp CMS để cô kiểm tra. Xong rồi có chỉnh sửa gì đó thì chỉnh sửa để nộp CMS. Được chưa? Như vậy khối lượng tuần này là nộp lên trên CMS cho cô bản sàn hoàn thiện và bản thang hoàn thiện, có bao gồm cả tính và vẽ. Khối lượng của tuần sau là lập cho cô tải trọng tác dụng lên cái khung của các em, cái khung được giao. Như vậy nếu mà bạn nào mà nhóm nào mà giao ba bạn vào một khung ấy thì tức là tải trọng tính giống nhau hết, có đúng không? Các bạn nào có một nhóm nào mà ba bạn khung giống nhau không, hoặc là hai bạn khung giống nhau ấy, ví dụ một bạn khung 2, bạn kia khung 7 chẳng hạn, thì 2 với 7 nó đối xứng chẳng hạn thì nó sẽ giống nhau đó. Cùng nhớ có một bạn ở đấy, như nhóm mà có hai bạn, một bạn là khung 2, một bạn khung một bạn khung 5. Sao đấy, hay có một nhóm mà có hai bạn nhé, khác nhau khác một chút xíu thôi mà. Thì các em phải lập cho cô tải trọng tác dụng lên cái khung đó, à, cho cô một cái mặt bằng kết cấu điển hình của nhà. Ví dụ như bạn Sơn, Nghiêm Ngọc Sơn, xây cho cô mặt bằng kết cấu của Sơn, của tầng điển hình. À, thay vì bạn Ngọc Sơn không tìm được thì Đỗ Sơn đi. Đỗ Sơn xây cho cô mặt bằng kết cấu nào. Vâng, cô lên. Tuần sau là cô yêu cầu là em tính tải trọng tác dụng lên khung mà trong phần nhiệm vụ được giao. Thế thì cái tải trọng để tác dụng, để có được tải trọng tác dụng. À, bị mất hình rồi sơ. Em muốn share được cô. Ví dụ mình tính tải trọng tác dụng lên cái khung trục 2 chẳng hạn, thì đầu tiên em phải có là sơ đồ tính, đúng không? Sơ đồ tính này là cái hình hôm trước cô nói rồi, là mình làm trục cột ở đâu, trục dầm ở đâu và lập cái sơ đồ tính đó, đúng không? Thế thì ở cái trên sơ đồ tính này bây giờ em phải đặt tải trọng lên cho cô. Em muốn đặt tải trọng lên trên sơ đồ tính nó thì em phải có cái gọi là sơ đồ truyền tải, hay là còn gọi là sơ đồ phân tải hay truyền tải cũng được. Sơ đồ phân tải. Sơ đồ phân tải là cái gì? Là em lấy cái mặt bằng này ra này, và em nhìn vào cái khung của em ấy nhá, nhìn vào cái khung của em yêu cầu tính ấy, ví dụ là khung trục 2 đi, thì tải trọng tác dụng với khung trục và cái khung trục 2 gồm có những tải gì? Ví dụ cô nói về tính tải đi. Gồm có những tải gì? Thì có nửa từ cột trục 1 đến trục 2 mình có lấy một nửa, tạm thời lấy một nửa đến đây. Từ trục 2 đến trục 3 mình cũng tạm thời lấy một nửa đến đây. Được chưa?
toàn bộ cái sàn mà trong hai cái nét màu xanh của cô vẽ sẽ dồn về cho khung của chị. Được chưa nào? Thế thì nó gồm có những gì trên đấy? Thứ nhất, bản thân dầm cột của khung chụp 2. Trọng lượng bản thân dầm cột khung chụp 2, đúng không? Nhưng cái trọng lượng đó thì cho máy tính nó tính được cho mình. Máy tính thì tính hộ, nó là trọng lượng bản thân của khung mà. Thì máy tính nó tính hộ của cái cột đó, của cái dầm đó thôi nhá. Bây giờ, những cái dầm dọc, ví dụ như dầm trục A, trục B, trục C, trục D, và những cái dầm phụ mà song song với trục A, B, C, D, máy tính nó đâu có tính được đúng không? Bởi vì tính khung phẳng mà. Như vậy là em phải dồn những cái tải trọng đó về cho cái khung chụp 2 chị. Và những cái tải trọng đó phải dồn thành lực tập trung. Lực tập trung đặt tại các nút. Ví dụ, trọng lượng của cái dầm trục C, dầm dọc trục C chính là cái dầm này này. Thì nó truyền về cho dầm trục 2 chịu bằng cái lực tập trung. Và lực tập trung đó đặt tại nút này. Đúng không? Trên cái dầm trục C lại có xây tường. Thì tường đó là phân bố đều nhưng trên cái dầm trục C. Và trong phạm vi mà màu xanh cô vẽ đấy thì em sẽ quy về lực tập trung và đặt tại cũng tại nút trục này. Như vậy tải trọng tập trung tại cái nút này thì bao gồm có gì? Có dầm ở trên nó. Đúng không? Và có tường ở trên cái chỗ đoạn này nữa. Lao vào cái nút tập trung màu đỏ của cô. Trọng lượng của cột ở vị trí màu đỏ này thì do máy tính nó tính rồi. Còn gì nữa không? Còn một cái nữa. Đó chính là trọng lượng của những cái bảng sàn nào mà không phân bố trên khung màu đỏ. Tức là không phân bố trực tiếp trên khung chụp 2 sẽ truyền về nút tập trung đó. Thế những phần sàn nào thì nó lại không chia về cho dầm đỏ chịu. Thì các em nhìn nhá. Các ô sàn của các em ấy, các em cứ vẽ góc 45 độ ra. Những cái nào, cái bảng sàn nào mà nó bám vào cái dầm đó thì nó là phân bố trên dầm đó. Còn nó không bám vào dầm đó thì nó phải quy về lực tập trung nó đặt tại các nút. Kiểu như thế nhá. Thế ví dụ bây giờ cô chia nào. Ô to nhất thì chia cho nó rõ. Bây giờ cứ góc 45 độ cô chia. 45 độ. 45 độ. Nhìn thấy chưa? Thế bây giờ xảy ra một chuyện là như thế này. Cái dầm mà nằm giữa trục 1 với trục 2 ấy. Có nhìn thấy cái dầm nằm giữa trục 1 trục 2 không? Nó lại không đúng cái nét màu xanh của cô. Đúng không? Không đúng nét màu xanh. Vậy thì cái ô bản mà cô đang xét ấy, nó không được đi từ nét màu xanh mà nó phải đi từ đây. Đúng không? Nó phải đi như vậy. Như vậy thì cái phần này này, rõ ràng là nó không chia về cho trục 2 chịu, nó chia về trục 1 đấy chứ. Có đúng không? Thế thì làm thế nào? Thì nếu mà nó gần gần đúng giữa thì có thể thiên về an toàn là cho phép em lấy để nó dồn về khung màu đỏ chịu, từ khung trục 2 chịu. Thế những cái mà nó bám vào khung trục đỏ là cái nào? Trong trường hợp này, cái nó bám vào khung trục đỏ đang là cái phần mà cô đang vẽ mũi tên. Đấy, cái bản sàn đó, nó sẽ cho khung đỏ chịu. Ở phía bên tay phải của mình cũng vẽ góc 45 độ ra. 45 độ của cái ô bản nhé. Thì những cái nó bám vào cái đỏ này này, thì nó phân bố trên cái đỏ. Tương tự cho ô bên cạnh nào, vẽ góc 45 độ ra. Cái phần tam giác nó bám vào màu đỏ. Bên này cũng như vậy. Phần tam giác nó bám vào màu đỏ. Ô bên dưới này. Em nhìn thấy chưa? Tương tự vẽ cho ô khác nhá. Cô chỉ vẽ một vài ô như thế thôi. Em phải vẽ cho ô khác nữa. Phần này lâu đấy. Những cái mà bám vào dầm đỏ, những cái ô mà bám vào dầm đỏ thì nó phân bố cho cái màu, cho cái khung màu đỏ nó chịu. Như vậy là có hình thang này, có hình tam giác này, phụ thuộc vào kích thước ô bản mà ở hai đầu các em chia tiếp nó tham gia nó ra hình gì. Được chưa? Và khi bóc tải trọng thì em vẫn để nguyên cho cô hình thang hoặc hình tam giác chứ không bóc tải trọng phân bố đều. Tải trọng do sàn truyền vào vẫn là hình thang hoặc hình tam giác.
ở trên cái dầm màu đỏ này có tải phân bố đều là gì? Là trọng lượng của dầm thì máy tính nó tính rồi, không bóc nữa. Còn một cái nữa là gì? Trọng lượng của bức tường xây trên cái dầm đó. Như vậy hành lang chắc chắn không có tường rồi, cái đoạn giữa này chắc chắn không có tường rồi, đúng không? Tường nó chỉ xây, nếu có thì xây ở hai bên thôi, hành lang mà xây tường lại thì làm sao mà đi lại được. Như vậy có tải phân bố trên cái dầm màu đỏ là do tường xây trên nó. Còn nếu không có tường thì thôi, không có tải phân bố nữa. Còn có tải, tức là tải phân bố đều ấy nhá, tải phân bố đều là do tường. Tải phân bố do sàn gây ra có thể hình tam giác, có thể hình thang. Bây giờ đến tải tập trung. Em nói to một chút được. Từ cái đấy là theo dầm dọc. Bây giờ bắt đầu mới nói về dầm dọc. Cô mới nói đó là cái tải trọng nó truyền trực tiếp về cái dầm khung mình đang muốn tính, là cái dầm màu đỏ nhá. Còn bây giờ cái tải trọng để nó lao về thành lực tập trung tại nút của cái dầm màu đỏ thì có những cái tải nào ở vị trí này cũng không có cột nhưng vẫn có lực tập trung. Những vị trí này này có cột và có lực tập trung là chắc rồi. Vị trí giữa này không có cột nhưng có lực tập trung này, bởi vì nó có cái dầm vuông góc lao vào, đúng không? Như vậy cứ cái chỗ nào mà có dầm lao vào, có hoặc cột hoặc là dầm lao vào thì chỗ đây có lực tập trung. Vậy thì tất cả những cái mà cô làm tấm vào cho này đều có lực tập trung hết. Thế thì lực tập trung do cái gì nó gây ra thì các em bắt đầu được kê nhá. Nào, lực tập trung do thứ nhất là do cột. Nhưng cột trong máy tính rồi, vì vậy cột này có thể không có nữa. Thứ hai là do dầm dọc. Thứ ba là do tường dọc, tường xây trên dầm dọc. Và thứ tư do các ô sàn còn lại. Chữ còn lại này này, hiểu là cái gì vậy? Còn lại có nghĩa là gì? Những cái ô sàn mà trong phạm vi hai cái nét màu xanh của cô vẽ, một nửa bên trục 1-2, một nửa bên trục 2-3 nhá. Trong phạm vi cái nét màu xanh, hai cái nét bút màu xanh mà cô vẽ đây này, trong phạm vi này này, đó, trong phạm vi này, những ô sàn nào mà bám vào dầm đó là nó đã thành lực phân bố rồi, đúng không? Còn những ô sàn nào mà không bám vào dầm đó nhưng nằm trong phạm vi hai cái nét màu xanh của cô thì nó đều trở thành lực tập trung hết. Cô lấy ví dụ ở ba cái ô sàn mà cô vẽ. Ở ba cái ô sàn cô vẽ. Cho cái nút khung là cái nút mà lúc nãy cũng là cái nút đầu tiên cô lấy làm ví dụ, với cái nút khung màu vàng này. Nhá, nút khung màu vàng. Nó có cột không? Có nút khung màu vàng có không? Có cột đúng không? Ở đây có cột mà. Có cột. Thì cái cột đó máy tính rồi coi như mình không bóc tải nữa. Nó có dầm dọc không? Có. Dầm dọc có không các bạn? Đây này, có. Dầm dọc các bạn. Đây đây này. Ở đây có tường không? Thì chắc là nó phải có tường chứ, bởi vì khu hành lang mà. Thì nó ngăn cách với khu hành lang thì nó phải xây tường chứ, đúng không? Tức là có tường đúng không? Thì cũng phải quy là được tập trung đặt tại nút màu vàng đó. Như vậy nhá, có dầm dọc này, có tường này, đúng không? Sàn còn lại là ô nào? Vấn đề sàn còn lại là ô nào? Đây các em nhìn nhá, sàn còn lại. Các em có nhìn thấy cái ô màu trắng mà bây giờ cô sẽ tô màu xanh để làm cho chéo này. Ô này, ô hình thang bên cạnh này này, ô này. Nó chuyển lên cái dầm màu xanh đó đúng không? Nhưng dầm màu xanh không phải là dầm mình tính, mà mình tính dầm màu đỏ cơ. Vì vậy trọng lượng của hai ô màu xanh cô vừa ký hiệu ấy, nó sẽ chuyển về cái nút màu vàng. Tương tự như vậy cho phía bên kia, gồm có trọng lượng của ô tam giác này với trọng lượng của nửa hình thang dài, có nghĩa là trọng lượng của hình thang này. Đúng không? Còn gì nữa không nhỉ? Còn gì nữa không? Theo em còn nữa không? Còn. Đây là nửa cái ô này này. Còn nửa kia nó sẽ truyền sang cái nút số 3. Cô gọi nút này nút số 4, mình đang tính nút số 4 nhé.
Được chưa? Còn nữa, còn cái gì nữa? Đây này, phần này này, nửa của hình này này. Nửa còn lại của nó sẽ truyền xuống nút thứ 5. Đấy, tất cả những ô mà cô vật chéo, màu xanh cô vật chéo ấy, nó sẽ truyền thành lực tập trung đặt tại nút 4. Như vậy, ô sàn còn lại là tất cả những trọng lượng của cái ô màu xanh, nét xanh này này, cô vật chéo, nó sẽ thành lực tập trung. Như vậy rõ ràng chưa? Đây là tính tải nhá. Và khi mà cô soát các em làm bài, cô cũng soát đúng theo đỉnh một mục như này. Ví dụ em vẽ mặt bằng phân tải, đây là cô mới vẽ cho ba ô ở phía giữa, còn các em phải vẽ tiếp tất cả các ô mà thuộc cái khung chụp hai này. Đấy, thì bởi vì như này này, cái nguyên tắc em vừa nói là nguyên tắc tính đúng này, đó là em tính từ cái dầm phụ nhất chuyển đến cái dầm phụ vừa vừa, chuyển đến dầm phụ chính hơn, rồi chuyển đến cái dầm phụ, tức là tính từ cái mà nhỏ nhất, sau đó chuyển dần dần lên đến cái lớn nhất, đó là cái dầm phụ, rồi từ cái dầm phụ đó nó mới phân thành cái lực ở hai đầu dầm để nó chuyển vào cái dầm chính của mình, hiểu chưa? Nhưng mà cách tính đấy lâu lắm. Vì vậy là cái gì mà nó lấy gần đúng được thì em lấy gần đúng đi, chứ đừng có tính như thế. Tính như thế nó lâu lắm. Ví dụ nha, cô có một cái dầm chính này, xong có dầm phụ gác lên dầm chính này, rồi có dầm sàn. Như vậy nếu mà muốn tính thì cô phải tính dầm sàn trước, rồi lấy hai cái lực ở đầu dầm sàn đó truyền vào dầm phụ, rồi mới tính cái dầm phụ để truyền lực về dầm chính, có đúng không? Nhưng mà tính như thế rất lâu, vì vậy thôi lấy trọng lượng của nửa ô bán truyền bạn cho nó nhanh. Bởi vì cách tính của em nó thiên về đúng là như này này. Một cái dầm, nếu mà lực đặt ở giữa thì nó truyền vào mỗi bên này một nửa, và cô đang tính theo kiểu như thế đấy. Truyền vào mỗi bên một nửa. Như đây là G chẳng hạn, thì đây là một nửa G. Cô đang tính theo kiểu này cho nó nhanh đấy. Thế còn nếu như G này nó không đặt vào vị trí giữa mà nó lật lệch một chút, một chút, thế thì nó sang phía bên phải, nó sẽ ít lực hơn, nó không bằng G trên 2 nữa. Còn phía bên trái nó sẽ lớn hơn G trên 2. Có đúng không? Có nghĩa là em phải tính giá trị cụ thể, phân về bên trái bao nhiêu và bên phải bao nhiêu, phụ thuộc vào cánh tay đòn. Và khi mà cái lực G này nó không tập trung gần giữa hay đúng giữa, mà nó lệch cả một bên, thì rõ ràng hai cái phản lực của nó khác nhau. Đúng không? Và cách phân lực của em là phân phân theo kiểu như thế nó mới đúng. Nhưng mà cách phân này này rất là lâu. Vì vậy cho phép em là cô tính theo diện tích chịu tải của ô sàn, cứ lấy một nửa, tạm thời lấy một nửa tác dụng với cái khung mình đang muốn tính, và một nửa nào lớn thì mình lấy, có nghĩa là mình thiên về an toàn, tải trọng tính nó lớn lớn lên một chút để nó giảm nội lực nó lớn mà. Giải tải trọng lớn nhá, giải nội lực nó sẽ lớn nhá. Tức là gì? Thép nó tính ra nó sẽ nhiều hơn đúng không? Nó thiên về an toàn hơn để cho nó nhanh. Chứ bây giờ em cứ ngồi em tính theo phản lực truyền truyền như thế thì rất là mất thời gian. Lâu lắm. Vì vậy cô mới nói rồi, đây là một cái ví dụ các em chuyển lực để các em hiểu cái cách chuyển lực của các dầm các ô sàn sang các dầm chính dầm phụ như thế nào. Thế còn đi làm thật thì đừng làm phẳng, hiểu chưa? Ở bên bộ môn bê tông 100% bắt sinh viên là làm phẳng, không được phép là không ra, kể cả là hình vuông cũng bắt làm phẳng hết, mặt bằng hình vuông vẫn đang làm phẳng. Bởi vì lý do là làm phẳng thì các em sẽ hiểu được cái cơ cấu chuyển lực của các bộ phận của mình chịu lực ở trong nhà đó, chứ còn làm không gian là chẳng hiểu gì cả. Thế nên đi làm thật thì ở nhà này có 6 hay 7 cái khung, thì em phải tính cả 6, 7 cái khung đó. Mà cứ mỗi lần em làm lôi một cái dầm phẳng em tính thì chết, không đủ thời gian và nó cũng không đúng. Như vậy là đi làm thật thì em sẽ làm không gian để mà em muốn tính khung nào thì em chỉ lôi nội lực của khung lấy ra thôi, chứ không phải là tính tập cả từng cái một, hiểu chưa? Mà đi làm không gian em giải tản sàn là em giải theo cái màng nhanh hơn, cách chất tải phẳng rất là nhiều nhá. Nên là trong phần đồ án này thì cô hướng dẫn em cách làm phẳng và em truyền tải theo kiểu gần đúng, theo nguyên tắc gần đúng là như vậy. Còn nếu mà bạn nào đó mà muốn tính chính xác, cầu toàn tính chính xác thì hoan nghênh, bởi vì em đã tính theo cái tay đòn mà thì rất tốt. Nhưng mà các em chắc là không đủ thời gian để tính chi li như thế đâu, nên là em cứ tính gần đúng đi. Được
Được chưa? Đây, nó cái dầm sao em? Cái dầm sát trục A ạ, à? Cái dầm vuông góc ấy song song với cái dầm khung trục là hai ạ. À? Ừ. Thì đấy ô sàn mình chia nào. Dầm sát trục A và trục này. Nó song song với lại trục hai ạ. Em có thể dùng băng chuột, em chỉ bạn bạn Sơn đúng không? Đỗ Sơn đang xe. Đấy, đấy chỗ đấy đúng rồi, chỗ đấy đã. Đâu là chỗ nào? Đấy bạn Mười Thạch ạ. À, hai cái dầm này hả? Vâng. Hai cái dầm này nhá, thì ô sàn của em chia nó lại là 45 độ với ô bé xíu này. Thì cái phần bám vào đây này là phần phân bố. Vâng. Được chưa? Thế còn cái phần không phân bố nó sẽ chuyển thành lực tập trung ấy, thì nó sẽ là một cái, em tính gần đúng đi, cả cái tam giác này này thành lực tập trung này, đây cả tam giác này thành lực tập trung đi. Hoặc là nếu em tính gần đúng nhá, thì em lại phải tính là cái dầm phụ này nó chia phản lực về đây này, rồi hai cái phản lực đấy nó chất lên cái dầm phụ này này, đúng không, thành lực tập trung ở đây. Và cái dầm phụ mà cô vừa vẽ đậm hơn này thì nó chịu cái lực tập trung mà do dầm phụ hơn mà em vừa hỏi hai cái dầm đấy ấy, nó truyền vào cộng với tải phân bố đều do cái ô bản là truyền vào này, rồi một ít tải do cái phần vẽ này truyền vào hình tam giác này, rồi hình này tam giác tiếp này, thì thành hai phản lực ở hai cái đầu dầm phụ đậm đậm cô vừa vẽ đúng không? Vâng. Lấy cái phản lực ở phía bên tay phải ấy, thì thành cái lực tập trung tại cái nút số 6. Đó, nếu mà tính đúng là tính được cánh tay đòn là tính như vậy. Có hiểu chỗ đấy không? Cô tính lại nha, cô vẽ lại nha. Nào bây giờ tính đúng nào. Tính đúng là tính cái dầm trục. Cái dầm số cái dầm A. Cô biết là cái dầm A, tính đúng là tính cái dầm A trước này. Đúng không? Dầm A này hai đầu là khớp chịu tải trọng phân bố. Nhìn thấy tải phân bố hình thang chưa? Rồi. Và bên này cũng có tải phân bố, ví dụ mình tam giác mình cái hình này, ví dụ hình vuông đi. Đây, chịu tải trọng này. Thì có phải là em có một cái phản lực ở phía bên trên? Phía bên trên là cái phía nút cô chấm bằng lại này. Đúng không? Vâng. Tính cái dầm B. Dầm B là cái dầm màu vàng đây. Dầm này được gọi là dầm B, dầm màu vàng. Dầm màu vàng này chịu cái lực tập trung mà em vừa chuyển sang ấy. Đó. Và hai cái hình nữa đó là cái hình thang màu vàng cô đang vẽ ở đây. Với hình tam giác màu vàng đây và hình tam giác nhỏ màu vàng đây nữa. Thì thấy không? Rồi. Tính cái dầm B này có ba cái hình phân bố là một cái hình thang, hai cái hình tam giác và cái lực tập trung mà vừa dồn từ cái dầm A sang. Thế còn cái hình xanh xanh từ từ. Hình xanh xanh của em là em đang dồn cho dầm mấy rồi gì? Thì dầm mới phải dồn tiếp vào dầm. Còn một cái hình xanh xanh nữa nằm ở đây. Nửa cái hình xanh thôi, hình này này. Nửa thôi chứ, còn nửa kia nó phải truyền cho cái dầm trục A rồi. À, vâng. Đúng không? Thì nửa đấy nó sẽ lao về thành cái phản lực nó đặt cái nút. Rồi ạ. Đúng chưa? Sẽ có phản lực và em đặt tại nút 6 đấy, là lấy phần lực bên phải đặt tại nút 6. Cô thấy là cái chấm vàng này là truyền vào cái chấm 6 này hết được cô. Đấy thì lúc nãy cô mới nói là em tính như thế rất phức tạp, vậy là cho phép tất cả các màu vàng mà cô vừa vẽ thì nó đặt tại nút 6. Hiểu chưa? Với một cái điều kiện đó là cái dầm này này, cái dầm màu vàng mà cô vẽ này, cái nét màu vàng cô đang vẽ này, nó sẽ đúng đối với nét vàng này nằm đúng giữa trục 1 với trục 2. Tất cả cái bộ phận mà ô màu vàng cô mới vẽ nó sẽ chuyển về nút 6 nhá. Nếu như cái dầm màu vàng của mình chia ấy, cái dầm song song với trục 1, trục 2 ấy nằm đúng giữa. Còn bây giờ mình đang chia nó hơi lệch một chút đúng không? Thì thôi chấp nhận nó đúng giữa cũng được. Em tạm thời em cứ lấy mấy cái ô màu vàng, diện tích mấy ô màu vàng này nhân với chiều dày của bản sàn này, nhân với gamma bê tông là nó ra được tập trung đúng không? Vâng. Ra cái trọng lượng ấy thì em vào nút 6. Nhưng nút 6 thấy chưa đủ đâu nhá. Nút 6 lại còn phía bên tay phải nữa nhá. Ừ, được còn lại. Ừ. Nhưng mà nếu mà nó đối xứng thì nhân đôi, còn nó không đối xứng thì em phải tính tương tự như vậy. Được chưa? Vâng ạ. Ừ. Đấy là cái cách tính gần đúng mà nó thiên về an toàn.
Bởi vì cái khoảng cách từ cái dầm của mình về cái trục 2 ấy, nó lớn hơn khoảng cách từ cái dầm mà về cái trục 1, đúng không? Có nghĩa là cái diện trụ tải của mình nó đang bị rộng hơn nửa bước đấy. Thì trên này an toàn hơn. Thế thì phần này thực tế là ngay cả khi mà cô bắt tay vào cô tính thì cô sẽ có bị những cái nhầm lẫn và cô phải chấp nhận những cái mà gọi là để nó thiên về an toàn để tính cho nó nhanh. Chứ không thể chính xác được đâu. Đấy, nhưng mà đến lúc mà các em đi làm thật thì các em sẽ không phải tính thẳng như này đâu, các em tính không toàn. Mà phân tích như thế này để các em hiểu cái cơ cấu chịu lực thôi, chứ không hy vọng là các em tính chính xác được con số đâu. Ví dụ thầy sẽ hỏi là lực tập trung tại cái mức 6 chẳng hạn là gồm có những cái gì nó mang lại, thì em kể ra một số thứ mà cô gạch dòng ở bên phía phải màn hình hết. Do cột, do dầm dọc, do tường dọc, do các ô sàn còn lại ở trong phạm vi một nửa bên trái và một nửa bên phải. Thế còn tính chi ly như thế nào mà các thầy muốn tìm hiểu thì các thầy phải đọc thuyết minh thôi, đúng không? Đấy, thế còn các thầy thì các thầy cũng nghĩ rằng là các thầy không đọc thuyết minh đâu và cũng không nghĩ rằng là các em tính đúng đâu, nhưng chấp nhận hết là em đã hiểu được cái cách chuyển lực, em đã hiểu được cái tải trọng nào nó sẽ lao vào cái mức đấy, thế là được rồi. Cái yêu cầu của các thầy là các em hiểu được cơ cấu chuyển lực là cái nào chuyển lực cho cái nào. Thì bây giờ các em hiểu sẽ là mình đang tính cái chính thì mình phải tính từ cái phụ chuyển lực vào cái chính đó, từ cái phụ nhất chuyển đến cái phụ vừa vừa, chuyển đến cái phụ rồi mới chuyển vào cái chính. Và tải trọng tập trung ở cái chính nó gồm có những cái bộ phận nào mang lại, tải trọng phân bố trên cái dầm chính của mình gồm có những cái phần nào mang lại. Đấy, yêu cầu các em hiểu cái phần đấy thôi, còn con số thì có thể là nó nhầm lẫn ở đâu đó nó gần đúng, mình chấp nhận được. Nhá, thì buổi sau của các em tức là hạn nộp bài của tuần sau sẽ là đến hết phần tải trọng này. Được chưa? Còn 3 ngày nữa, 2-3 ngày nữa sẽ là hết cái phần sàn và hết phần test time. Và cô cũng chỉ, nếu như còn thời gian thì mình sẽ chỉ thử tính cái dầm một cái cột hoặc là một cái móng thôi, chứ không phải cả mặt bằng móng thôi nhé. Mình thử tính thôi, chứ còn bản vẽ thì chắc cũng không hy vọng vẽ được. Là một cái dầm một cái cột nào đó, hoặc là vẽ cấu tạo một cái nút khung. Đấy, còn nếu còn thời gian, còn nếu không có thời gian thì sản phẩm của mình sẽ lúc nào bảo vệ sẽ là cái bản sàn và cái bản thang của các em đó kèm với cái phần tính tải trọng cùng. Là sản phẩm sẽ mang được bảo vệ. Cũng có nghĩa là mỗi người một nhiệm vụ khác nhau chứ không phải là... Đúng rồi, mỗi người một nhiệm vụ khác nhau mà. Chứ không phải là cứ với đồ án là phải đủ hết bản... À, đến đồ án thì các em có tận 6 tuần kết cấu thôi mà. 2 tuần kiến trúc, 6 tuần kết cấu thì các em phải làm hết từ đầu đến cuối. Gồm có sàn, thường là các thầy sẽ giao cho là hoặc sàn hoặc thang và một cái khung và móng với cái khung đó. Tất nhiên phải vẽ cả mặt bằng kết cấu của móng của cả cái nhà này ra. Đấy, nhưng mà một cái khung chính là em phải tính xong rồi em tính xong tải trọng, rồi em tổ hợp nội lực, rồi em tính thép, rồi em vẽ thép lên cái khung đó, rồi em thiết kế móng cho từng móng một trong khung đó, rồi em vẽ ra bản vẽ. Đấy chính là đồ án tốt nghiệp. Còn bây giờ đến đồ án môn học thì ít nhất các em phải là có cho cô là bản sàn hoặc bản thang, cái bản thép ấy là cái nội dung cuối tuần này mình phải nộp này, đúng không? 2-3 ngày nữa mình phải nộp ấy, và cái tải trọng tác dụng lên cái khung này, còn chạy nội lực có thể là chưa kịp. Thì bây giờ em phải có tải trọng em mới tính được nội lực, đúng không? Nhưng thì còn có khoảng 2 tuần hoặc là 3 tuần nữa thôi thì chắc là không kịp được nội lực đâu. Đấy, tại vì nếu như nhá, theo đúng tiến độ này mà tuần sau, đến thứ tư tuần sau thông qua mà các em xong được tải trọng không phải sửa gì cả, được chạy nội lực thì các em sẽ tính được thêm một bộ phận nào đó. Đúng không? Nhưng mà ví dụ như hôm nay chất tải mà nó chưa đúng thì làm sao chạy được nội lực? Đấy, thì cô mới chỉ đặt được kế hoạch mà cô nghĩ rằng các em sẽ vượt được, đó là tính xong tải trọng của cái lúc được bảo vệ là đã tính xong được tải trọng của cái khung này rồi, hoàn thành tải trọng rồi, còn chạy nội lực có thể chưa chạy. Nhá, là trong ít nhất là như thế, để lúc đi bảo vệ tôi bảo vệ hoặc là đi nộp cái đề cái thực tập này em có khối lượng để nộp. Được chưa? Vâng. Thế còn khi mà các em đã tính xong tải trọng đúng rồi, chạy nội lực chắc là nó chỉ mất khoảng một hôm thôi, thì các em hoàn toàn có thời gian để tính thêm được một vài bộ phận nữa. Ví dụ như không tính cả khung thì em tính một cái dầm hoặc một cái cột chẳng hạn. Được chưa? Thì nó đơn giản. Hoặc là cùng lắm đến lúc đấy thì cô sẽ cho một con số bất kỳ MNQ gì đó, là cô yêu cầu tính cột này thử xem như thế nào. Được chưa? Lúc đấy mình sẽ tính sau. Nói chung là
Để tuần sau nếu xem thời gian như thế nào và mức kiến thức của các em đạt đến như thế nào thì có thể cho thêm phần 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 tính toán. Còn ít nhất yếu thì phải học chứ nếu giỏi rồi thì học làm gì. Bây giờ tóm lại này, đọc trên CMS, đọc trên CMS xem khi nào thì nộp khối lượng của tuần 10. Chắc là các thầy cho đến thứ bảy hay sao ấy. Thứ bảy quá. Thế thì khối lượng của tuần 10 này là của các em là bảng sàn hoặc là thang, bao gồm có cả tính và vẽ. Được chưa? Đấy là tuần này. Và từ bây giờ đến cái hôm nộp này thì rõ ràng là phải làm cái phần này cho nó xong đã. Còn nếu xong rồi thì bắt đầu đi làm tiếp phần tải tác dụng lên cùng. Đúng chưa? Và tuần 11 thì mình sẽ nộp cái tải trọng tác dụng lên khung này lên CMS. Nhá. Thế thì thứ bảy này là phải nộp, phải xong dứt điểm phần sàn và phần thang. Phần sàn thì chắc là các bạn thực hiện ok rồi, nhưng phần thang thì ba bạn làm phần thang, nhớ là nếu có vướng mắc thì phải gửi lại cho cô trên Zalo. Được chưa? Và nếu như mà cô giải thích trên Zalo và cô cảm thấy mà Zalo không ổn lắm thì sẽ là một tiếng buổi tối cô sẽ triệu tập ba bạn đó để mình nói về phần thang. Phòng 13 và 14 sẽ là phòng buổi tối dành cho bộ môn thép mà. Hoặc là chắc là một phòng ở đó trống mà thì chúng ta có thể tìm một phòng cô sẽ báo lại với các bạn nếu như ba bạn làm thang và cần cô online để hướng dẫn thêm một thang. Nhá. Có thắc mắc gì chúng ta trao đổi ngay trên Zalo nhé. Còn câu hỏi nào không em? Cô có thể xem qua bản thép của em không? Thép sàn. Bản thép sàn rồi. Em xem. Đây là sàn tầng mấy nhỉ? Sàn địa hình tầng 3. Đây là thép phi 8 nếu một cái lỗi lúc nãy là mình phải có móc rồi nhé. Vâng, em thử móc. Thứ nhất là phải có móc. Đây là thép lớp dưới đúng không? Vâng, lớp dưới. Đây là thép lớp dưới. Sàn tầng điển hình. Rồi tôi nhìn thấy rồi, đây là tô đậm cục rồi. Bạn đã có một lời chút. Nào, phần thang của em ấy, cái chỗ này chắc là thang đúng không? Vâng, thang. Thế thì cái dầm thang của em nó rất gần cái dầm này này. Em nhìn thấy không? Vâng, nó gần. Thế thì hoặc là làm cái dầm ở chỗ này nhá, nó cứng cái cung. Hoặc là làm thay vì làm cái đoạn dầm này thì mình làm cái dầm sang đây. Đúng với chỗ thang lên luôn. Em phương án là cái dầm của em vẫn là dầm vị trí cũ và cái dầm bần thang nó sẽ làm sau. Tức là dầm của em vẫn là nằm ở vị trí giống như mình đang vẽ là vị trí này đúng không? Vâng. Thế thì cái bảng thang của em nhá, lưu ý, tại vì hình như là không giao thang ở chỗ này đúng không? Cái bảng làm thang của nhóm mình là không bị thang ở đây đúng không? Không làm thang kia. Không làm thang ở vị trí này. Thế thì nếu như mà làm thang ở vị trí này thì cái bảng thang của em ý, cái dầm thang ở đây không có mà thì nó phải gác cái thép, thép theo khung dọc chịu lực như này này. Để đến đây, sau nó phải bẻ ngang và nó gác vào tận dầm này nhé. Cái thép của thang ấy, sau này đi làm thì nhớ cho cô như vậy nhá. Là bình thường nhá, cái bảng thang nghiêng này này thì thang của nó mình là kê một điểm đây một điểm đây thì thép mình chỉ gác lên đây là hết đúng không? Ví dụ có cái dầm thang ở đây này thì em chỉ gác lên chỗ này là hết thôi, em chỉ gác bẻ vào đấy. Nhưng mà bây giờ em không có cái dầm này nữa mà cái dầm của em nó nằm ở đây này thì tức là cái bảng này của em nó nằm ngang mà thì cái thép này của em nó phải chạy lên đây và nó bẻ vào đây để nó neo vào cái gối này, hiểu chưa? Đấy, thế còn trong bản sàn của em thì không ảnh hưởng đến cái chuyện đấy. Nhưng mà nhớ là nếu sau này đi làm thật mà gặp thái thì cái thép của bàn thang là bẻ nghiêng này, xong bẻ ngang để neo vào cái dầm bên cạnh. Này, bẻ nghiêng này, ngang này, để neo vào cái gối này này. Có nghĩa là cái thanh này của em này, đi nghiêng này, bẻ ngang này, để neo vào cái dầm bên trong. Đấy, sau này đi làm như thế. Còn trong đồ án này thì tại vì em không có thiết kế cái thang đấy thì tôi bỏ qua. Nhưng mà nếu như thế thì cái thanh thép dọc của em, thanh này này, nó kéo lên đây chưa đủ, đúng không? Kéo hết cho bạn. Thường là nó phải kéo hết rồi.
rồi thép bảng lại neo ở đây, tức là chỗ này nó dày thế, hoặc là em kéo lên đây, thực ra là em kéo lên đây cũng được, nếu mà em giải thích được kiểu là bản thân của em sẽ neo vào dầm thì em có thể neo cái thép mà em đang vẽ cách vẽ của em này đến đây cũng được, nhưng mà cái đầu của thanh này nhá là em phải cắm xuống dầm, tức là neo vào dầm, bẻ lên bẻ ngược với cái dầm, nó nằm ở dưới mà. Rồi trong bản này nhớ cho cô cái móc này. Tất cả chúng ta chẳng hết rồi, thép lớp trên đâu anh? Rồi thanh lên lớp trên thì bị một cái lỗi thôi, đó là cái thanh này thì kiểm tra cho cô là có phần 1/4 của cạnh nắng không? Cô cảm giác là đang là 1/4 của cạnh theo phương đặt nó. Cái này em thấy là trong tiêu chuẩn em thấy đọc là nếu mà là bản vẽ lại dầm thì lấy theo phương của nó chị, theo phương dài. Nhưng mà hôm nay em đã nhầm ra phương cạnh ngắn. Còn nếu là sàn hai phương thì lấy cái cạnh ngắn. Đúng không? Bản vẽ dầm mà thì cái phương ngắn là phương chịu lực. Cắt 1 mét cho phương ngắn của ô bản này để tính toán. Tức là em cắt 1 mét này này. Để em tính toán khoảng này là khoảng 1 mét này. Thì trong 1 mét này thì cái phải là một gối ở đây, một gối bên này. Tức là cái thép này phải là thép chịu lực này. Hiểu chưa? Thép lớp dưới ấy. Và thép đấy là thép chịu lực chính. Nha. Thì sửa cho cô cái này là 1/4 của cạnh ngắn. Tất cả các ô bản khác cũng tương tự như vậy, sửa cho cô là 1/4 của cạnh ngắn nhé. Nhưng mà tại vì cái ô của em phần lớn nó là cái ô hình vuông mà, nên là cô nhìn thấy như là em vẽ 1/4 của cạnh ngắn hay cạnh dài nó không rõ. Tức là đều đều như nhau hết ấy, nó không rõ chuyện đấy. Nhưng mà ra đến cái mặt cắt thì người ta sẽ đọc được cái chuyện đấy. Ví dụ em có mặt cắt không? Em chưa vẽ xong. À đây này các bạn để ý nhé. Lấy ví dụ như là đồ án này, ở cái phần ngoài này, cái phần ban công ở ngoài này, thì cái thép này của bạn ấy đáng nhẽ là chỉ cần 1/4 của cạnh ngắn thôi, nhưng nó ngắn quá đấy, chỉ đến đây thôi này, nhưng nó ngắn quá thì mình có thể kéo dài ra tận ngoài này cũng được. Được chưa? Đây này, cái thép này của bạn này kéo dài ra tận đây, và cái thép này là thép chịu lực chính của cái bảng nêu ra đấy. Cái thanh này nha em nhé, cái thanh này này, thanh cái mũ này nó úp ra tận đây đi em nhé, để cho cái phần bản sàn lên ra nó đỡ yếu mà, em cũng thẳng ra ngoài. Đúng rồi. Được rồi, bản sàn này chưa được. Rồi vẽ cho cô 2 mặt cắt dọc vào ngang nhé. Dọc có thể vẽ mặt cắt ngang thì vẽ qua cái phần vuông xôn này là điển hình, cái phần bản này là đua ra là điển hình nhất. Còn nếu không, nếu lười vẽ thì vẽ con phần ngắn này cũng được. Nghĩa là có một cái mặt cắt dọc của các mặt cắt ngang. Thế còn nếu mà đi làm thật cho bản sàn này thì em phải cắt nhiều mặt cắt nữa. Ví dụ như cái ban công vẽ như thế nào, rồi cái phần ô cao ô thấp vẽ như thế nào là em phải thể hiện hết. Nhưng mà trong đồ án thì yêu cầu em phải 2 mặt cắt, một cái dọc của cái ngang, em muốn thể hiện đạt được. Được rồi em ạ, sàn ok rồi. Vẽ thêm 2 mặt cắt nữa nhá. Rồi còn câu hỏi nào nữa không các bạn? Còn nếu chưa kịp nghĩ ra thì khi nào nghĩ ra sẽ hỏi trên Zalo nhá. Dạ vâng. Vâng ạ. Chào cô ạ. Chúc cô. Dạ vâng, chào cô. Chào cô.